Hello, mình chào các anh chị. Em chị nghe rồi phải không? Nghe lớn rồi phải không? You hear me? Lolly and clearly. My voice too low. Okay, let me check. Ngày nào cũng vô check hết trơn vậy nè. Okay. Is it loud enough? Barely hear me? Now can you? Lớn chưa các anh chị? Đủ lớn chưa? Hả? Đủ lớn chưa? Lớn rồi phải không? Yes. Okay, let's see. What time is it now? It's 7:21. Nhỏ xíu hả? Bây giờ lớn rồi phải không? Is that loud enough? Người nào cũng nói nhỏ hết trơn vậy nè trời. Yeah, có người nghe lớn, có người nghe nhỏ. Các anh chị sửa soạn Tết chưa? Cái gì đó, cúng gì đó, cái gì đó, đưa ông táo gì đó, đưa ông táo về trời chưa? Đưa ông táo phải không? Ái ông nổ phải không? Các anh chị đưa ông táo chưa? Qua rồi hả? Từ hôm 23 hả? Bữa nay hai mấy? Bữa nay hai mấy thì mới đâu biết đâu. I'm Catholic so I don't know. 27, bữa nay 27 còn đưa ông táo 23 hả? Qua 4 ngày rồi hả? Mà tại sao lúc nào ông táo cũng không có mặc quần vậy các anh chị? I mean, không có mặc quần dài vậy. He never wear the long pants. Why? Tại tiếng mi thấy mấy cái hình sớ táo quân gì đó biết không? Ông táo mạo dài mà không mặc quần. I know, không phải không mặc quần. Không, mặc quần short đó. Tại sao vậy hả? Dạ, ông táo về Việt Nam chơi hả? Quá vàng ông táo. Để lội nước hả? Phải không đó, thiệt hả? Hỏi thiệt á. Thiệt hả? Để lội nước hả? Mặc quần lội nước cũng được mà. Không phải đâu, không phải đâu. Google đi, các anh chị Google đi. Lội, mặc quần short lội nước cũng cũng ướt vậy. Because he's always around the kitchen, too hot to wear long pants. Thiệt không đó? Mắc cười thì thôi á. Ông táo mẫu dài mà mặc mặc quần short. Ông cưỡi cá chép hả? Hả? Chứ bên này có quần. Đâu có đâu, mấy bức tranh ông táo cũng vẽ bên Việt Nam vậy mà đâu có quần đâu, ổng đâu có mặc quần dài đâu, đưa chân lông lá tùm lum à. Ghế thì thôi á. Hay là ông táo nấu ăn riết rồi, quần trái còn từ dài tới ngắn, trái từ dài tới ngắn luôn á, phải không? Ok, let's start now, let's start. Bắt đầu nha. Hôm nay mình học gì nào? What would we learn today? What are we going to learn today? Hôm nay mình học gì các anh chị? Let's see. Yeah, mình học tất cả là 10 thi rồi đó. We only have two more left, right?
Mình chỉ còn hai thì nữa thôi, là both, future perfect and future perfect continuous. Thấy hôm nào mình còn hai thì nữa thôi là xong 12 thì nha. Ok, khỏi học hả? Tất niên hôm qua cô Hạt Cát cho tất niên rồi, chưa hát hò đã nữa hả? Hả? Turn up the volume hả? Hết cỡ rồi đó. Đàn bạn gái phải nói nhỏ nhẹ biết không? Nói lớn người ta biết mình dữ tợn á. Số 7 không à, White Horse. Hôm qua cô Hạt Cát cho tất niên rồi mà, phải không? Hôm nay không 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 được chơi nữa, không được chơi nữa. Hôm qua tưng bừng hả? Tưng bừng khai trương hồ hởi dẹp tiệm gì đó. Hôm qua chủ nhật mà, chủ nhật là chúng mình phải đi nguyên ngày đó, đi nhà thờ rồi đi dạy, dạy từ sáng tới tối luôn á, dạy thêm á, dạy từ sáng tới tối luôn, dạy ESL, dạy nhạc, dạy quốc tịch, dạy thi quốc tịch, rồi đi nhà thờ, là cái như vậy. Nhái giọng, nhái giọng chỉ mi hả? Thiệt hả? Thiệt hả? Thiệt hả? Nhái thì sao nè? Linh Chi Cát lên nói đi. Linh Chi Cát lên nói đi. Nhái giọng của Tiểu My hả? Nhái giọng tiếng Việt hay là nhái giọng tiếng Mỹ hả? Nhái giọng tiếng Việt hay là nhái giọng tiếng Mỹ? Bữa nào gặp thầy Sneeder, nhéo lỗ tai cho biết, nhéo lỗ tai cho biết. Nghe mà không nghe nữa hả? Không nghe nữa hả? Nghe mà. Yes, có nghe mà. Ok, let's start. Bắt đầu học nha các anh chị. Nãy giờ nói dốt nhiều quá rồi. Ok, cái gì quên rồi. Liên Chi nói sao? Nói gì thầy? Nhái câu đó hả? Các bạn có. Ok, Liên Chi làm nhân chứng cho Tiểu My nha. Ok, bữa nào gặp thầy Snyder. Cái nickname của Hy gọi nói sao ta? Sinner hả? Sinner hả? Sinner hả? Thầy Sinner hả? One time, you know what? One time he opened the room and he asked me for help. Okay? But I just did one time. I mean one day only. He's so good. Okay, let's see. Yeah, he owe me something. He owe me something. Think he lived in he lived in California then. Yeah, he lived in California. Ok, let's start nào các anh chị, bắt đầu học nha. Hôm nay mình sẽ học cái thì thứ 11, ok? Cái thì thứ 11. The future perfect tense. Right? Các ông các anh chị, đúng không nào? Mình còn hai thì nữa là hết 12 thì nha. Nhưng mà cái bài động từ vẫn còn tiếp tục, ok? Cái bài động từ rất rất là dài. Ok, the future perfect tense, the 11 tenses. And this is quite an easy tense to understand and use
Cái thiền này nó dễ nha các anh chị, nó không có khó đâu, nó không có rắc rối. Nó không có rắc rối giống như là cái thiền mà continuous. Okay, let me post the definition there. The English future perfect tense can be understood as a combination of future time and the present perfect tense, and it shows an action or event that started in the past, or is starting, or will start in the future, and that will also be completed at some future time. Thế là gì? Cái thì này đó mình có thể hiểu nó là một cái thời điểm, nó là một cái combination, là tổng hợp. Dạ, mình dịch tổng hợp đi. Cái thời điểm ở tương lai và cái thì hiện tại hoàn thành, và nó chỉ một cái hành động hoặc là một cái cảnh tượng hả, mà nó đã bắt đầu ở quá khứ, một cái sự kiện, và một cái sự kiện đã bắt đầu ở quá khứ hoặc là nó đang bắt đầu và sẽ bắt đầu ở tương lai. Cái này tiếng Mỹ dịch vậy cũng không có đúng lắm, nhưng mà để họ cho thí dụ thì các anh chị sẽ hiểu hơn. Em nó cũng sẽ hoàn thành ở một cái thời điểm nào đó ở tương lai. In other words, the future perfect tense talk about the past in the future. Okay, this one is very important. Let me push this out. And it's also talk about the past in the future, and they show action that will occur before another action in the future. Nó cũng chỉ một cái quá khứ ở tương lai, và nó chỉ những cái hành động mà nó sẽ xảy ra trước một cái hành động khác ở tương lai. Đó là những cái điều kiện mà mình dùng cái thì này, những cái điểm tránh để dùng cái thì này á. Thí dụ, you will have forgotten me by then. Nghĩa là tới lúc đó đó, bạn sẽ quên tôi mất tiêu rồi. Phải không các anh chị? Hay là câu này? You will have gone to Washington State, right? Thường thường mình nói Washington, mình phải nói rõ là Washington gì, Washington State hay là Washington DC. Okay. Washington DC thì nó ở New York. Còn Washington State là một tiểu bang, nó ở trên cái tiểu bang của California, right? Nó có hai cái Washington. By Friday, our team will have won the homecoming game. Nghĩa là gì? Homecoming game là gì các anh chị? Homecoming là gì? Homecoming is a day set each year by school. Mình nghe chữ homecoming mình tưởng là trở về nhà, không phải nha các anh chị. Cái này gọi là trở về trường. Okay, là một cái ngày mà cho các học sinh cũ trở về trường, thăm lại trường á. In which supposed to come home. Come home đây là những học sinh cũ, thí dụ họ đi xa, họ họ đã ra trường rồi nha các anh chị. Họ đã ra trường rồi. Vậy họ đi xa, họ làm việc hay là họ sống ở xa, thì cái ngày homecoming họ sẽ trở về nhà. Okay. They supposed to come home and support their former school. Và họ trở về nhà và họ lợi trường. Cái ngày đó họ lợi trường để họ thăm trường. Nhiều khi họ support cho trường. Thí dụ như là họ donate cái này cái kia cho trường, đại khái như trường cũ gì đó.
And there's usually a dance or an election for homecoming court, hay là a football game, hay là sometime it's a parade too. Nghĩa là cái ngày đó họ sẽ lợi trường, họ có diễn hành nè, họ có những cái dance nè, rồi họ có những cái election đại khái như vậy. Họ làm everything cho cái ngày đó như celebrate vậy đó, for home home homecoming. Chị hiểu không, biết bên Việt Nam có không? Bên Mỹ này trường là mỗi năm có một ngày gọi là homecoming. Sau khi anh chị thấy câu này, mình sẽ nói là chữ by ở đây thường thường các anh chị phải dịch là trước nha các anh chị. Trước ngày thứ sáu thì những cái đội của chúng ta sẽ thắng cái homecoming game. Nghĩa là trong cái ngày đó nó có những cái game tổ chức như là thường thường nó là football game nhiều hơn. Ok, tổ chức một cái football game, rồi chia làm hai đội chơi với nhau đại khái như vậy. Thì các anh chị sẽ thấy cái hành động này, không được, không được là gì? Không được là gì? Thường thường mình nói cái chữ by đó có nghĩa là before nha các anh chị. Thí dụ như là I have finished my homework by noon, nghĩa là by afternoon, nghĩa là trước cái buổi trưa là tôi đã xong cái bài của tôi rồi. Hay là you should be here by 8 o'clock p.m. Nghĩa là bạn nên có mặt ở đây trước 8 giờ, chứ không phải là đúng 8 giờ nha. Cái chữ by thường thường là before. Okay. Tùy theo thôi. Tùy theo cái người người ta diễn tả, người ta muốn nói sao cũng được hết trơn. Okay. Nhưng mà thường thường chữ by, để mình cắt nghĩa cho anh chị hiểu. By có nghĩa là before. Muốn nói before cũng được, không phải là không được. Ý của Timmy nói ở đây, một nghĩa mình có thể dùng different word, nghĩa là mình có thể dùng chữ khác nhau, không bắt buộc phải dùng chữ before hay là không bắt buộc phải dùng chữ by. Ok, rồi bây giờ qua cái phần forming. Forming nghĩa là công thức. Ok, tạm dịch vậy đi. Okay, future perfect has two different forms. Will have and V3 là past participle, nghĩa là cái cột thứ ba. Hoặc là cái động từ to be đó, and be, động từ to be phải chia nghĩa conjugate đó. Hay là be going to help. Ok, cái này nó hơi rắc rối. Cái công thức thật sự nó là như gì? Nó có hai cách, nghĩa là hai cái form. It's the first one, and chữ will thường thường nó bằng với be going to, phải không các anh chị? Right, đây là will, rồi thêm chữ have, rồi thêm cái V3. Các anh chị muốn dùng chữ will cũng được, hay là các anh chị muốn dùng be going to cũng được. Mà be thì phải là chia. Thí dụ I thì phải là I'm going to help, I'm going to help finish, đại khái như vậy. Hay là I will help finish. Đây là hai công thức cho cái thì này. Cái V3 là gì hả? V3 mình dịch là past participle, nghĩa là nó ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc. Các anh chị nhớ không? It stay in the last columns. Ví dụ như mình nói động từ to go, go, went, and gone. Cái chữ gone ở đây là past participle.
Ok, trong cái bài cái chữ sao đó là dùng cho ngôi thứ nhất. Cái này mình học qua rồi mà. Chữ sao thường thường mình dùng cho ngôi thứ nhất, số ít hay số nhiều. Thí dụ mình nói I shall, we shall. Ok. Nhưng mà bây đấy đó là hồi xưa kìa. Còn bây giờ người ta không có còn phân biệt shall hay là will nữa. Người Anh hiện bây giờ họ cũng còn dùng chữ shall, nhưng mà người Mỹ họ ít khi nào họ dùng chữ shall lắm. Tất cả đều là will hết. Ok. Shall thì nó có nghĩa là nó lịch sự hơn, nhưng mà bây giờ cái chữ will nó thông dụng hơn. Chỉ có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như câu này: You shall clean your room. Câu này mình tưởng sai phải không các anh chị? Không có sai nha. Đây là trường hợp đặc biệt. Khi mà we use shall for the second person, okay? Yeah, thì có nghĩa là bắt buộc. Nghĩa là cái chuyện này là so serious rồi. Cái phòng nó mess up tùm lum hết trơn, không có đồ đạc gì everywhere. So không có đường mà đi nữa. Thành ra bà mẹ bà giận quá, bà nói you shall clean your room. Con phải clean up cái phòng của con, không thôi là con bị trouble. No game for today hay là đã khái gì vậy? Hay là she shall come. She shall come soon. Nghĩa là cô ta sẽ tới, chắc chắn cô ta sẽ tới một chút, một chốc lát. Không thôi có chuyện lớn rồi, có gì vậy? Otherwise she get trouble. Nên nói tóm là chữ shall đó thường thường dùng cho ngôi thứ nhất, số ít và số nhiều. I shall and we shall. Bây giờ không dùng nữa, không người Mỹ họ không có dùng chữ shall nữa. Họ dùng những cái tiếng khác nó lịch sự hơn. Ok. Ok, gì nữa? Trở lại bài học nha. Sao mình có thể dùng chữ will hay là mình có thể dùng cái be going to cũng được. Will với là be going to đều dịch là sẽ. Okay. What is past participle? Trở lại cái sẵn này tiếng Mỹ cắt nghĩa cái vấn đề past participle. Các anh chị hiểu rồi phải không? Cái past participle nó xảy ra hai trường hợp. Past participle, I'm sorry. Past participle is usually the same as the simple past form for a regular verb, which is ended in ed. But if it's different, it's usually irregular verb, and it's say in the class column. Có nghĩa là cái past participle đó thường thường nó, nếu mà cho cái động từ thường đó thì nó giống y chang như cái simple past, có nghĩa là nó có cái ed. Còn nếu mà nó không có cái ed có nghĩa là nó sẽ là động từ bất quy tắc và nó sẽ phải ở cột thứ ba. Ok, cho thí dụ nào, cho thí dụ động từ thường là động từ to play, right? Thành ra với cái past participle với của động từ to play nó giống y chang như cái past tense vậy đó. I play. Okay, play. Play. And play. Right? Tưng tưng tưng. Mỗi lần mà tiếng mi để sai cái con chuột có biết không? Là nó kêu như vậy, nó cảnh cáo á. Tưng tưng. Ok, play là hiện tại. Play được là quá khứ.
And câu thứ ba play là past participle. Okay, đó, đây là động từ thường. Right. Bây giờ động từ bất quy tắc. Gone. When. Gone. Going gone. So, nếu mà nếu ở câu thứ ba là nó không có ed có nghĩa là nó là động từ bất quy tắc. Thành ra các anh chị thấy cái động từ thường, cái past participle and cái past tense nó have the same form. Right? Nó có nó hai cái form nó giống nhau. I play I play. Để mình cho thí dụ các anh chị rõ hơn. Play game yesterday with him. Đây là quá khứ. I play game yesterday with him. I have play game for 2 hours. Thì cái play ở câu đầu nó là past tense. Cái play câu sau nó là past participle. I have played game for 2 hours. Anh chị thấy hai cái form nó giống phải không? Nhưng mà cái past participle mình phải có động từ to have đi theo. Ok, các anh chị hiểu rồi phải không? Đấy. Ok, next one. Any question? Ok, cái bài tenses nó gần hết rồi, tí mi ôm lại cho các anh chị mấy cái điều quan trọng nha. Khi mà mình qua xong những cái thị này rồi đó là không có được hỏi lại nha, coi như mình đã học hết trơn rồi. Okay. This is the first time I go over this. So I mean. Đặc biệt cái động từ thường đó, khi nào thêm ed, khi nào thêm d. Nó có cái luật lệ, right? Trường hợp thứ nhất hầu như là tất cả động từ thường đều thêm ed hết trơn đó, hầu như như vậy. When a verb ends with two consonants thì mình sẽ thêm ed. Khi mà một động từ cuối cùng bằng hai nguyên âm, I mean hai phụ âm chứ, right? Thì mình sẽ thêm ed. Touch, touch. Ask, asked, and passed, passed. Các anh chị nhớ một lần nữa nha. Khi nào mà mình có hai cái âm cuối cùng, thì cái âm nào chánh, mình chỉ phát âm cái âm đó thôi. Okay. Mình đừng có make a big deal. Mình phải, tôi phải phát âm cả hai âm luôn. Touch, touch tờ. Thêm ed phát âm thành chữ gì các anh chị? Chữ t, chữ touch đó là chữ t hay là chữ ly hay là chữ it? Mình đọc là touch hay là touch the hay là touch it? Yeah, chữ t nha. Ok, chữ t chứ không phải chữ d nha. Tại sao như vậy? Tại sao anh chị còn nhớ cái câu không? Yeah, tại chữ chó. Ok, đừng nói tiếng Mỹ tự nhiên chữ chó nha, tại chữ chó. Ok, trong này tiếng Mỹ không có biết voiceless hay là voice gì hết trơn á. Các anh chị cứ nhớ cái câu chó sủa xôn, chó sủa xôn sao khắp phố phường,
ha ha. Anh chị nhớ câu đó là các anh chị sẽ biết khi nào phát âm thành chữ thi. Ok. Chó nè. Ok. Sủa nè. Ok. Xôn nè. Xôn. Ok. Sao nè. Hôm nay là review cái này lại lần cuối nha các anh chị. Khắp nè. Ok. Phố nè. Đèn phường nè. Ha. Các chị nhớ câu này nha. Những cái động từ nào cuối cùng bắt đầu bằng những cái chữ của cái câu này thì phát âm thành chữ T. CH, S, SH, X, K, P, F and H thì sẽ phát âm thành chữ T hay là chữ touch. Ok. Touch đây là present. Present tense, right? Touched. Thành ra các anh chị thấy nó có hai cái sao là CH and T, right? Thành ra mình đừng có make a big deal là mình phải phát âm cả hai cái âm luôn. Touched. Rất là khó phải không các anh chị? Touched. Touched the, right? Nên thành ra cái âm chánh của nó phải là chữ T, phải không? Thành ra mình chỉ nói là touched. Các anh chị nghe tiếng Mi phát âm rõ hơn. Cần cầm cái microphone lên không? Touched. Các anh chị thấy không? Touched. Thành ra khi nào mình phát âm thành chữ CH rõ là tại vì mình đang nói về hiện tại. I touch. Phải nói rõ ra I touch. Chờ, right? Trong khi đó quá khứ mình sẽ nói là I touch. I touch. Không cần nói chữ. Ok. Có nhiều người make a big deal như vậy đó. Giống như chữ washed. Ok. Chị Mi mới vừa nói rồi. Các anh chị không cần phải nói là washed. 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 Phải không? Washed. Đừng có nói như vậy. Ok. Tại vì nếu mà mình nói chậm rãi thì có thể mình nói như vậy được. Nhưng mà thường thường các anh chị nói chuyện Mỹ, nó nói chuyện rất là nhanh. Nó không bao giờ nó nói được washed. Không có nói, không ai nói what, I washed. I washed. Các anh chị đồng ý không nào? Okay. Washed. See. Anh đã trở lại cái bài. Chữ touch cũng vậy nữa. Mình nói touched. Thế touched. Được như vậy rồi. Rồi, cái gì nữa quên rồi. Ok, cái động từ to ask cũng vậy nữa. Khi mình nói hiện tại thì mình có cái âm kia ask, right? Nhưng mà khi mà mình nói quá khứ hay là quá khứ phân từ là past participle thì mình chỉ cần phát âm thành cái âm gì các anh chị? Âm gì? Asked hay là asked hay là asked it. Hả? Âm gì? Âm T again. Tại chữ gì? Tại chữ gì? Bear. Chữ gì? Tại chữ K. K. Em chỉ nhớ cái câu nha. Chó sủa khôn sao khắp phố phường nhé. Tại chữ K. Right. Thành ra mình sẽ phát âm thành chữ T. Ok. Asked. Right. Mình đâu có nói asked. Đâu có nói là asked. Right. Asked. Ok. Còn chữ past. Past thì phát âm thành chữ gì các anh chị? Yeah, phát âm thành chữ T luôn. Tại sao? Tại chữ gì? No. Tại chữ gì? Chữ gì trong câu? Yeah, tại chữ S. Chữ S là chữ gì? Chữ sủa. Không các anh chị? Tại chữ sủa. Right. And ở đây mình sẽ nói là past. Okay, past. Chị nhớ nha. Với tiếng Mi thì tiếng Mi không có biết cái gì mà voiceless hay là voice hay là long i, long e gì đó, long o, short o rồi gì đó, tiếng Mi không biết cái đó.
thế thì mới dở cái đó lắm. Hỏi cô hạt cát, các chị mà muốn biết cái đó hỏi cô hạt cát, ok. Còn với tiểu mi thì tiểu mi chỉ áp dụng cái câu này thôi, ok, đồng ý không nào? Rồi cái luật thứ hai để thêm ed, when a verb ends with a consonant preceded by two vowels, khi mà một cái động từ mà cuối cùng nó là một phụ âm nhưng mà đứng trước nó là hai nguyên âm thì mình sẽ thêm ed. Và thêm thêm ed mình phải phát âm cái end is sao, ok, healed, gained, không các anh chị? Ở đây mình phát âm thành chữ gì phải không, hay là phát âm thành chữ t, hay là phát âm thành chữ id, healed hay là healer hay là healed? Có ai nói healed không? Yeah, phát âm thành chữ d, tại nó theo cái luật chung. Cái luật chung là nếu mà nó không nằm hai cái trong hai cái luật kia thì mình theo luật chung là phát âm thành chữ d, healed, gained, right? Các anh chị muốn mỗi lần cuối nha, tụi mình chia sẻ các anh chị điều này. Các anh chị muốn phát âm được cái ending sound đó thì các anh chị, nếu mình không quen thì mình phải nói rõ ra trước, healed, ok, nói rõ ra như vậy, healed, gained, right, healed, gained, mình nói rõ cho mình có hai cái âm trong miệng trước, mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì tự nhiên một lúc nào đó mình không còn suy nghĩ nữa, cái miệng mình nó lặp lại, tự lặp lại cho mình mà không cần suy nghĩ, healed, 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 healed. Rồi sau đó mình mới đánh cái âm ra thôi. Healed. Right? Gained, 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 gained. See? Yeah. Rồi rồi mình phát âm nhiều lần là cái miệng này nó lặp lại. Bao nhiêu âm mình nói thì nó sẽ lặp lại rồi. Cuối cùng mình chỉ đánh cái âm rất là nhỏ ra thôi. Gained. Khi đó là cách mà mình phát âm cái ending sound nó rất là quan trọng nha các anh chị. Nếu mà các anh chị không không phát âm được thì nó lộn qua chữ khác anh chị. Có hai chữ này, rise, ride, anh chị thấy không? Cái ending sound của rise nó là âm s, còn cái ending sound của ride nó là âm d. Đấy, so một cái mình nói là rise, một cái mình nói là ride. Ok, cái luật thứ ba. Sau cái này, yeah, sau cái này thì mình sẽ tới cái phần đó, ok. Thì sau cái phần này mình sẽ tới phần đó. Ok, trường hợp thứ ba, ed, when a verb ends in y preceded by a vowel thì mình sẽ thêm ed luôn. Ví dụ một cái động từ cuối cùng bằng chữ y đứng trước nó là một một nguyên âm, ok, thì mình sẽ thêm ed. Tuy nhiên một động từ khác cũng bắt cuối cùng bằng chữ y nhưng mà đứng trước nó là một phụ âm thì mình sẽ phải đổi chữ y thành chữ i rồi mình mới thêm ed. Thí dụ như là worry cũng là cuối cùng bằng chữ y phải không các anh chị?
thì mình phải, nhưng mà đứng trước mới là phụ âm, thì mình sẽ đổi chữ y thành chữ i rồi mới thêm ed. When the verbs end in a consonant, followed by y, change the y to i and add the ed. Okay. Bây giờ hai cái trường hợp này các anh chị sẽ khó nhớ. Ok, chị My sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái mình gọi cái gì, cái trick. Mình sẽ nhớ luôn tới già luôn. Nhớ nha, động từ cuối cùng bằng chữ y. Các anh chị coi hai động từ. Quể quải là năm cái vowel in alphabet order, and sometimes we treat the y as a vowel too. Chữ năm cái nguyên âm ở trong cái alphabet order có nghĩa là 24 chữ cái đó, tiếng Việt mình dịch như vậy, từ A tới Z đó. Thì từ A tới G nó có tất cả là năm cái nguyên âm, là quể quải U E O A I. And chữ Y thỉnh thoảng người ta treat nó, người ta coi nó giống như là một cái nguyên âm luôn. Anh đã coi, mình coi như là sáu cái này là cái nguyên âm. Ok. Rồi bây giờ mình áp dụng vô động từ cuối cùng bằng chữ Y. Thí dụ study. Ví dụ như động từ to study thì các anh chị thấy cuối cùng có mấy nguyên âm, chỉ có một thôi phải không, có một thôi mà, chữ y mà phải không, chỉ có một thôi, một là ít phải không, một là ít, thường thường một mình coi như là ít rồi thì mình phải làm cho nó nhiều ra phải không, ít thì mình phải làm cho nó nhiều ra, nhiều bằng cách là mình đổi chữ y thành chữ i rồi mình mới thêm ed phải không. Mình đổi chữ y thành chữ i. Ok. Rồi mình mới thêm ed. Right. Thế là động từ to worry hồi nãy cũng vậy. Các anh chị thấy cuối cùng nó chỉ có một nguyên âm thôi, là chữ y phải không? Một là ít. Nên mình phải làm cho nó nhiều ra. Trước nhất mình sẽ đổi chữ y thành chữ i rồi mình mới thêm ed. Ok. Ví dụ như động từ nào nữa các anh chị? Động từ to fly. Đó, cuối cùng bằng chữ y. Và hay là carry. Cuối cùng cũng một nguyên âm thôi. Thành ra mình sẽ đổi nó thành, mình phải làm cho nó nhiều ra right? Hay mình phải no, động từ to fly không được, fly fly flew flown không được, carry thì được. Ok, carry thì được. Anh chị này chỉ áp dụng động từ thường thôi nha, các anh chị không áp dụng động từ bất quy tắc. Động từ bất quy tắc à, cái quá khứ là mình phải đổi hoàn toàn, fly flew flown right, Mary carry cái như vậy. Giờ các anh chị coi động từ này cuối cùng nó how many vowel at the end, two phải không, chữ A and chữ Y có hai lần, mình treat chữ Y là nguyên âm luôn mà, thành ra có hai phải không, hai là cần làm cho nó nhiều thêm nữa, mình chỉ theo cái luật chung là mình thêm ed. Phải không các anh chị, nhiều rồi mình không có cần làm gì nữa hết trơn á. Right. Hay là động từ gì nữa? Động từ to hồi nãy động từ hồi nãy là annoy. Thấy không? Mình có đến hai cái nguyên âm ở phía sau, hai coi như là nhiều rồi. Nhiều rồi mình không cần làm gì nữa, mình chỉ thêm ed thôi. Right.
Giờ mình làm thí dụ, nhiều thí dụ cho cái phần này nha, cho các anh chị nhớ luôn nha. List Okay, giờ thì mình cho các anh chị một động từ thì các anh chị coi các anh chị thêm ed bằng cách nào nha. Ok, bắt đầu. Khi cần. Bury là chôn á, bury. Chôn á. Yes. Các anh chị viết hai chữ luôn. Give me two words, please. Present and past. Viết hai chữ luôn. Cry. Yeah, viết hai chữ giống như là Luca Pacci vậy đó. Cry là khóc. Bury, bury một một R thôi nha. One R only. Cry là khóc. Yeah. Thì nãy các anh chị thấy chữ cry này đó nó có một nguyên âm thôi, một là ít, mình phải làm cho nó nhiều. Right? Okay, what else? Destroy. Destroy là phá hủy. Phá hủy. Viết hai chữ luôn please, đặng cho thấy rõ. And destroy mình có hai. Angry tiger. Destroy mình có hai cái nguyên âm rồi phải không? Thành ra mình không có cần làm ra cho nó dài thêm nữa, mình chỉ thêm ed thôi. Phải không? Angry tiger. Đồng ý không nào? Oi, okay. Be carefully. And dry. Dry là khô đó, làm cho khô đó. Làm cho khô đó. Dry. Yes. Dry là chỉ có một thôi phải không các anh chị? Thành ra mình phải làm cho nó nhiều ra. Okay. Delay. Delay là hoãn lại. Phải không? Hoãn lại á. Yeah, nó có hai lần phải không? Hai là nhiều, mình chỉ thêm ed thôi. Copy, bắt chước. Copy. Yes, viết hai chữ nha các anh chị để cho thấy rõ. So copy chỉ có một nguyên âm thôi, thành ra mình phải làm cho nó nhiều ra. Right. Empty làm cho trống luôn. Empty. Yes. Chỉ có một thôi phải không? Fry. Fry là chiên. Fry là chiên á. Good. À, các anh chị hiểu rồi nữa không? Muốn nữa không? Hurry. Hurry. Hurry là vội vã. Rồi, giờ các anh chị thấy rất là dễ phải không chị? Nhớ luôn rồi phải không? Okay, what else? Multiply. Multiply là tối nhân, là nhân lên đó. Snake đâu có involve gì với cái này đâu, CSA mới vô room phải không? Một
Multiply chứ phải là play. Multiply chứ phải là play. Ok, Mary. Mary là cưới, hỏi. Yes. Carry rồi phải không? Carry rồi. Rely. Rely on đó. Rely. Rely là nhờ vả vào, dựa vào. Rely. Viết hai chữ luôn nha. Dạ, chỉ có một thôi phải không? Một nguyên âm, thành ra mình làm cho nó nhiều ra. Ok. Rely bear ở phía sau chỉ có một nguyên âm là y thôi, thành ra mình phải làm cho nó nhiều ra. Okay. Reply, trả lời. Reply là hồi 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 đáp lại. Reply, reply, reply. Good. Supply, supply, supply. Yes. Okay. CSA. We learn how to add the ed for the regular verb in the past tense or past participle. Mình đang làm bài tập về cách thêm ed. Thêm bằng cách nào? Okay. Next one will be spray. Spray. Spray là xịt đó. Xịt đó. Xịt cái gì đó? Yes. No, Angry Tiger. Praise mình có hai cái nguyên âm phải không? Yeah, mình I'm sorry, bear chứ. Bear sai. Bear. Mình có hai nguyên âm là nhiều rồi, mình đâu có cần làm cho nó nhiều ra nữa. Phải không bear? Mình chỉ thêm ed thôi. Right? Yeah. Stay. Stay là ở lại, stay. That's three. And I think last one. Terrify. Làm cho kinh hoàng. Terrify. Terrify. Viết hai chữ luôn nha, please. Tặng cho các anh chị thấy rõ. Là các anh chị thấy cuối cùng nó chỉ có một nguyên âm là chữ Y thôi. Nên mình phải làm cho nó nhiều ra, right? Nên mình phải đổi Y thành I. At the ED. And last one, try. Try là cố gắng. And that's it. Rồi, các anh chị nhớ tới già rồi phải không? Nhớ luôn rồi phải không? Không còn thắc mắc nữa phải không? Right? Say yes đi. Chữ like đâu phải đâu. CSA mới vô room phải không? CSA mới vô room phải không? Say yes đi. CSA. Phải nói yes chứ không phải nói ok. Phải nói yes chứ không phải nói ok. Các anh chị còn nhớ khi nào mình when you say yes and when you say ok, nhớ không? Nhớ khi nào mình nói yes và khi nào mình nói ok không? Không có được bà Đạt bắt chước Mỹ lúc nào cũng ok hết trơn. Ok.
Nhỏ tuổi thì ok, còn lớn tuổi thì yes hả? Trần Vũ nhớ là cái chắc rồi. Trần Vũ trong room với Tiểu My all the time. Angry Tiger biết khi nào nói yes, khi nào nói ok không? Không ai ai mà không biết, đánh số 1 đi hả? Mà nhiều người thì Tiểu My ôm lại cho. Ai mà không biết khi nào nói yes, khi nào nói ok thì đánh số 1 đi. Ok. Ok là làm ơn hả? Ok, bây giờ Tiểu My đặt một câu hỏi nè. Are you a student? Yes hay là ok? Yes, ok. Do you just come home? Do you just come home? Yes hay ok? Yes. Yes, okay. Do you want to come with me? Do you want to come with me? Or do you want to go with me? Yes, okay. Cả hai đều được. Okay. Yes cũng được mà okay cũng được. Okay. Yes cũng được mà ok cũng được. Đó cũng là yes no question về CSA. Anh chị coi hai câu này lại nha. See. Do you you just come home? Này yes hay là okay? Yes, okay. Rồi cái này nha. Okay, not 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 this one. À, câu này đi. Hey, yes, hey, okay. Could you open the door for me? Could you open the door for me? Cái này cả hai đều được nha các anh chị. Yes cũng được, ok cũng được. Với người lịch sự, với người lớn tuổi thì mình say yes. Ok. Còn với người ngang hàng hay là với người nhỏ hơn mình thì mình có thể nói ok. Ok. Ok, nói tóm lại. Nói tóm lại, khi nào mình đặt một câu hỏi mà để xác định cái điều đó đúng hay là không, khi nhớ điều này nha, đúng hay là không, thì mình sẽ say yes, okay, nếu mà đúng. Còn dĩ nhiên no, không đúng thì say no là cái chắc rồi, phần đó mình bỏ qua. Khi nào mình muốn xác định một cái điều đó đúng hay là không, thì mình sẽ say yes, okay, chứ mình không có nói ok. Are you a student? Bạn là học sinh phải không? Thì mình trả lời sao các anh chị? Yes hay là ok? Yes. Ok, mình không có nói ok. Ok cái gì mà ok? Thấy không? Bạn là học sinh phải không? Yes, I am. Right? Mình không có nói ok, I am. Đồng ý không nào? Đấy. Còn khi nào mình yêu cầu một cái, mình đặt câu hỏi ra để mình yêu cầu một cái chuyện gì đó, okay, ask for a request hay là comment something, yêu cầu hay là
đặt điều kiện gì đó với người nào đó, thì mình có thể mình trả lời cả hai luôn, yes hoặc là ok. Với cái yes là với người lịch sự lớn lớn hơn mình, trong những ông boss, những cái người mà mình respect, thì mình thường thường mình nên say yes với người lớn. Còn ngang hàng hay nhỏ hơn mình có thể mình nói ok. Thí dụ như là mình nói can you go with me, can you go to the movie with me now, con muốn đi coi hát với ba hay không, là bạn muốn đi coi hát với tôi bây giờ không. Thì dĩ nhiên mình nói yes cũng được, ok cũng được. Ok right các anh chị, should you pay me nha, chứ không phải pay for me. Should you pay me now? Oh, pay for me là trả tiền giùm á, ví dụ đi ăn á, mình trả tiền giùm cho người ta đó, thì for me cũng được. Ok. Các anh chị hiểu rồi phải không? Khi mà mình đặt câu hỏi với một cái sự yêu cầu gì đó, thì người ta đặt câu hỏi với mình với một cái sự yêu cầu mình làm cái gì đó hay cái gì đó, thì mình có thể mình nói yes hay là ok tùy theo cái người đối tượng. Ok. Còn còn hỏi xác định một cái chuyện gì đó đúng hay là sai, có phải vậy hay không này này kia đó, thì mình trả lời yes only. Không đó, are you a student? Ok, what? Có hỏi bạn làm gì cho tôi đâu, tôi chỉ hỏi có phải bạn là học sinh hay không, phải không? Phải. Anh chị nắm vững rồi phải không? Tí miên nha, mà hỏi mở miệng ra là mọi người cái gì cũng ok ráo hết trơn đó. Chị nhớ rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Khi nào dùng yes, khi nào dùng ok. Các anh chị hiểu rồi phải không? Thì các anh chị nói sao? Does make sense to you? Yes hay là ok? Huh? Does make sense to you? Yes hay là ok? Yes, phải không? Rõ ràng rồi phải không? Vâng, right, phải trả lời yes chứ đừng có nói ok. Ok là bất lịch sự. Rồi, bây giờ trở lại bài học nha. Giờ qua cái phần này cũng hay nè. Thêm một trường hợp khác nữa để mình thêm ED. Chưa hết thì 11 thì rồi đó. Hôm nay là thì thứ 11 rồi. When a verb has one syllable and ends with a consonant preceded by a vowel. Khi mà một động từ nó có một âm mà thôi, một âm tiết mà thôi. Syllable là âm. Âm tiết, các anh chị dịch là âm tiết á. Và cuối cùng nó là một cái phụ âm, đứng trước nó là một nguyên âm, thì mình phải làm gì? Mình phải double cái phụ âm đó. Ok. I'm sorry, give me one. Mình phải double cái phụ âm đó. Thí dụ như động từ to warp, cuối cùng là phụ âm, đứng trước nó là nguyên âm, thì mình phải double cái phụ âm đó rồi mình mới thêm ed. Hay là động từ to drop, right? Thành ra ở đây mình sẽ double cái p rồi mình mới thêm ed, dropped. Hai cái động từ này phát âm thành chữ gì các anh chị? Warped hay là warped hay là warp bit, drop drop hay là drop bit. Âm thành chữ T hay chữ D nè?
Make up your mind, please. Yeah, phát âm thành chữ T. Okay. Phát âm thành chữ T. Tại sao như vậy? Tại cuối cùng nó là chữ P, là chữ phố. Ở trong cái câu chó sủa xôn xao khắp phố phường, cái câu này rất là hay phải không các anh chị? Nhớ tới già luôn á, right? Thấy không? Có cần Tiểu My lặp lại nguyên câu đó không? Hả? Đâu mất cái câu đó, mất tiêu rồi. Các anh chị nào post ra giùm Tiểu My cái câu đó được không? Ok, right here. Các anh chị nhớ câu này nha. Những cái động từ nào mà cuối cùng bằng những cái capital word CH, S, SH, X, K, P, F, and H thì mình sẽ phát âm thành chữ T. Okay. So động từ to walk, right? Cuối cùng nó là bằng chữ P, right? Trong cái chữ phố, phải không? Nên mình khi mà thêm ED, mình sẽ phát âm nó thành chữ T. Nên nhớ double nó, rồi phát âm thành chữ T. Walked. Cái chữ động từ to drop cũng vậy luôn. Drop cũng vậy luôn. Đấy, cuối cùng bằng chữ P. Mình phải double nó tại đứng trước hay là nguyên âm. Okay. Mình phải double rồi mình mới thêm ed. Và mình phát âm thành chữ T luôn tại cái chữ phố, chữ P. Drop. Nhớ nha, đứng trước là nguyên âm mới 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 phát âm mới double nó. Ok rồi. Cái đó là mình sẽ học ở trong cái bài The Adjective hay là The Adverb, tính từ and chẳng từ. Mình đang học về động từ mà. Ok, mình chưa tới cái phần này nha, Angry Tiger. Ok, chưa tới phần này. Anh chị không được hỏi ngoài bài học nha, please. Mình đang học về động từ, về verb. Mình không có được hỏi về adjective hay là adverb, please. Ok, bây giờ cái động từ này enter, cuối cùng là phụ âm đứng trước nên là nguyên âm. Cái này có cần double không các anh chị? Hả? Mình dùng luật là mình double nó phải không bé? Hả? Cái này không cần double. Ok, không cần. Tại sao? Tại sao không cần double các anh chị? Hả? Câu trả lời là cái này nó chỉ double khi nào áp dụng một âm thôi, one syllable only. Cái này hai âm đấy là trường hợp, đây là điều kiện thứ nhất. Có thể mình không cần double. Và điều kiện thứ hai là chỉ khi nào mình nhấn âm cuối cùng mới double. Các anh chị đừng nói nhấn âm 1 nha, nói nhấn âm 1 là sai. Chỉ khi nào mình nhấn âm cuối cùng cho 2 hoặc là 3 âm trở lên mới double. Ở đây mình đâu có nhấn âm cuối cùng là thờ đâu, phải không? Mình đâu có đọc là enter. Nhấn âm là bỏ dấu sắc vô. Mình đâu có đọc là enter. Khi nào mình đọc enter thì các anh chị mới double. Ok, phải không nè? Cái này mình nhấn âm 1 chứ không phải là âm cuối cùng, là âm thứ hai. Thành ra cái định nghĩa nó sẽ là when a multi-syllable verb's last syllable
is not stressed. Even when the last syllable ends with a consonant preceded by a vowel. Có nghĩa là nếu mà một động từ ngay cả cuối cùng nó là một phụ âm, đứng trước nó là một nguyên âm, nhưng mà cái âm cuối cùng nó không có được nhấn thì mình không cần double. Ok, ví dụ như động từ enter nãy đó, mặc dù cuối cùng nó là phụ âm, đứng trước nó là nguyên âm đấy, mình không cần double tại vì nó không phải là nhấn âm cuối cùng. Ok, động từ này các anh chị nghĩ có cần double không? Cái này áp dụng cho hai hoặc là ba âm, bốn âm như các anh chị, chứ không phải là một âm. Nếu các anh chị không biết thì mở, có thể mở từ điển. Cuối cùng là chữ T là phụ âm, đứng trước đó là nguyên âm. Có cần double không? Do we need to double the consonant in this case? Có hay không? Có. Tại sao có hương bụi? Tại sao có mà tại sao không? Học viết tiếng Mi các anh chị phải biết tại sao nha, phải biết trả lời chứ không phải được, không có được guess, không có được đoán mò, không có được gamble 50-50. Không khó, nếu mình nói không, cổ nói sai thì mình nói có. Nhấn âm 2 hả? Tại sao không double các anh chị? Là tại vì nó không nhấn âm cuối cùng mà nó sẽ nhấn là interpret, right? Interpret. Nó nhấn âm thứ hai phải không các anh chị? Nhấn âm đầu hay âm thứ hai? Là prove it then. Thì mình nghĩ nó nhấn âm hai đó. Nhưng để mình phải nói có nhân chứng vật chứng đàng hoàng. Đây là vật chứng nè. Nhấn âm 2 hay âm 1? Lớn chút xíu nè. Nhấn âm mấy các anh chị? Yeah, cổ nhấn âm 2 phải không? Interpret, right? Interpret. Nhấn âm 2. Âm 2 không phải là âm cuối trong trường hợp này, phải không? Trường hợp này nó có 3 âm lận, đâu phải nhấn âm 3 đâu mà mình double. Nó nhấn âm 2 mà, right? And ở đây mình sẽ không cần double. Làm sao biết nhấn âm hả? Làm sao các anh chị biết nhấn âm nào hả? Câu hỏi đó. Làm sao các anh chị biết nhấn âm nào? Các anh chị phải thuộc lòng thôi, phải do kinh nghiệm mình học nhiều mình biết thôi. Còn không đó thì các anh chị phải lật từ điển, ok? Lật từ điển, ok? Tra từ điển. Sau đây mình không cần double tại vì nó nhấn âm 2. Đấy. Bây giờ động từ này nha. Cái này chỉ áp dụng hai âm trở lên thôi nha. Các anh chị còn một âm thì bắt buộc phải double. Khi mà cuối cùng nó là phụ âm là chữ T, em đứng trước là một nguyên âm là chữ I, thì trường hợp này có cần double không? Do we need to double the consonant here? Tại sao có? Phải biết trả lời nha. Có. Yes, tại vì nó nhấn âm cuối cùng. Đừng có nói nhấn âm 2 nha các anh chị. Các anh chị phải nhớ như vậy cho nó quen. Nhấn âm cuối cùng. Nhớ nha, đừng có nói nhấn âm 2, please. Ok. Nhấn âm có nghĩa là mình để dấu sắc vô. Mình sẽ nói là admit, right? Mình đâu có nói là admit. Đâu có nói là admit. Right? Khi nào mình nói admit mình mới double. Nên mình nói admit, right? Mình nhấn âm là bỏ dấu sắc vô. Bây giờ mình cho các anh chị lật từ điển clip á, ok. Giờ mình làm những thí dụ cho cái này nha. Chiều hôm nào học với tiếng Mi, mình học tới đâu mình làm bài tập tới đó, chẳng cho mình nhớ luôn tới già, ok.
Ok, để Timmy mở cái list ra. Ok. Timmy không có đọc cho các anh chị nghe đâu, đọc là các anh chị biết Timmy nhấn âm nào. Chấp nhận. No, I'm sorry. Timmy sai cái đó. Chỉ cho những cái động từ nào cuối cùng là phụ âm đứng trước là nguyên âm thôi. Sorry các anh chị. Phụ âm đứng trước là nguyên âm. See. Động từ này khó, khó. Okay, this one then. Phụ âm đứng trước là nguyên âm. Này có cần double chữ O không? Có cần double không các anh chị? Không cần. Tại sao không cần? Phải biết trả lời. Cái này nhấn âm thứ hai mà phải không? Các anh chị nhấn âm cuối cùng mà phải không? Phải không? Yeah, cái này mặc dầu nó nhấn âm cuối cùng nhưng mà đứng trước nó đến hai cái nguyên âm. Okay. Nó appear. Appear nhấn âm thứ hai mà. Luca Pacci. Nó là nhấn âm thứ hai phải không các anh chị? Mình đọc là appear, mình đâu có đọc là appear đâu. Phải không? Nó nhấn âm thứ hai là nhấn âm cuối cùng nhưng mà đứng trước nó là hai cái nguyên âm thì không cần double. Khi đây là một cái luật mới nữa, một cái luật nữa mình cần phải biết, đứng trước nó là hai nguyên âm mình không cần làm gì hết trơn, khỏi cần double, right? Giống như động từ này. Kiếm cái này hơi khó nha ta. Giống như động từ to boil. Boil là làm cho sôi lên á. Ok. Yeah, đại khái như vậy, không cần double. Ok. Boil. Có cần double không các anh chị? Cũng không cần luôn, right? Và yeah, những cái động từ nào mà cuối cùng phụ âm đứng trước nguyên âm nhưng mà đứng trước nó đến hai nguyên âm thì không cần double. Ok, thí dụ như động từ to, từ này nha. Vỗ tay đó. Vỗ tay. Clap. Anh chị làm sao? Yeah, đây là chỉ có một âm thôi, thành ra cái luật là bắt buộc mình phải double nó. Chứa đựng. Yes, contain. Mặc dầu nó nhấn cái âm cuối cùng phải không các anh chị? Nhưng đứng trước nó là hai nguyên âm, thành ra mình không cần double. Thế để mình cố tình cho các anh chị, để các anh chị nhớ luôn. Động từ bao phủ. Vì không có pronounce nó để cho các anh chị. Tại sao không double? Tại sao double? Trước khi trả lời các anh chị phải lật từ điển. Please look up dictionary. Yeah, tại vì nó nhấn âm 1 chứ không phải là âm cuối cùng. Ok. Tại vì nó nhấn âm 1 chứ không phải là âm cuối cùng. Thành ra đây mình không cần double. Cover. One R only. Ok. Nghĩa là không nhấn âm cuối. Các anh chị không biết phải lật từ điển please. Không thôi nói sai. Okay, next one.
Câu này à, động từ này không có được sai nha. Cần double chữ Y đây không? Tại sao? Tại sao hả? Hả? Quýnh cái chết bây giờ. Đâu phải gì có hai nguyên âm gì đâu. Yeah, tại vì mình áp dụng cái luật mà cuối cùng bằng chữ Y, ok? Và mình áp dụng cái luật cuối cùng bằng chữ Y. Ok, biến mất. Biến mất. Yeah, disappear. Sao có người one or có người có người one or có người two or vậy? Cái này có cần double không các anh chị? Disappear. Disappear. Những âm cuối mà phải không? Disappear. Mình đâu có đọc là disappear. Mình đâu có đọc vậy đâu. Right. Thứ nhất là nó có hai nguyên âm không cần double. Đấy không các anh chị? Là thứ hai là nó chỉ có hai nguyên âm thôi. Chỉ cần nhiêu đó là khỏi cần double rồi. Đấy. Cắt nghĩa. Cắt nghĩa. Không biết hả? Explain đó. Tại sao không double trường hợp này? Cuối cùng là một nguyên âm, một phụ âm. Tại vì nó có hai nguyên âm đứng trước cái phụ âm. Động từ này. Động từ này. Em chỉ không biết nhấn ở đâu thì lật từ điển, ok. Tại sao không double? Tại sao không double? Tại nó không nhấn âm cuối. Phải trả lời là tại nó không nhấn âm cuối. Ok. Không nhấn âm cuối. Trả lời như vậy các anh chị mới nhớ lâu hơn. Chứ các anh chị nói là nó nhấn âm 1 là rủi. Nó có 3, 4 âm rồi nhấn âm 2, âm nhấn âm 3, nhấn âm 4. Oh my god, mình đâu nhớ đâu. Cứ nhớ là cái động từ nào mà cuối cùng nhấn âm cuối thì mới double. Cứ nhớ như vậy. Ok, động từ bữa chơi động từ nào quên rồi ta. Có cần double không? Cuối cùng là phụ âm. Tại sao không? Tại vì nó không nhấn âm cuối, phải không? Cứ trả lời không nhấn âm cuối là được rồi. Và đây nó sẽ nhấn âm thứ hai, phải không các anh chị? Discover. Right, discover. Nếu mà mình đọc là discover đó thì mình mới double, ok. Ok, next one. Để coi động từ nào nữa. Kiếm mấy cái động từ này hơi khó rồi nha. To not là thắt gút đó. Thắt gút đó các anh chị. Nadi. Theo cái luật chung của một âm là bắt buộc phải double. Cái này
Right, mother. Có cần double không? Empty tiger. Mình đọc là murder hay là mình đọc là murder? Hả? Khi nào đọc murder, Empty tiger đọc vậy đó. Empty tiger đọc vậy đó. I murder you. Chọc chọc quê Empty tiger. I murder him. Ai mà đỡ. Lâu lâu mình phải chọc xong qua đang làm make friend chút xíu là cho nó đừng có căng thẳng nha các anh chị. Ok. Ok, cái này làm cái này đi, làm cái này. Yeah, cái này dễ mà phải không? Dễ mà. Hey, let's try one more. Như hết rồi thì phải. Hết rồi. Ok, this is the last one. Sửa chữa. Không ai được làm sai cái này nha. Chữ này là chữ cuối đó. Sửa chữa. Tại sao không double? Mình nhấn âm thứ hai mà nhấn âm cuối mà, phải không? Repair. Mình đâu có đọc là repair đâu. Nhấn âm cuối tại sao không double? Yeah, tại vì nó có hai nguyên âm. Okay. Hai nguyên âm đứng trước cái phụ âm. Rồi các anh chị nhớ tới già chưa? Các anh chị nhớ tới già chưa? Say yes đi. Đặng mình qua chuyện khác, ok. Ông say yes là ngồi đây nói hoài chắc chết quá. Em nghĩ tại cơ trừ đến khi nào già mới biết là em có nhớ hay không hả? Biết thì thôi á. Ok rồi, bây giờ qua cái phần thứ hai. Cái phần này cũng quan trọng nha các anh chị. Khi nào phát âm thành chữ T, khi nào phát âm thành chữ chữ D, and khi nào phát âm thành chữ ID là chữ it. Nãy ai mới nói đó. Mình học thì thứ 11 rồi, còn một thì nữa là mình không còn học cái này nữa, thành ra tiếng đi ôn cho các anh chị. Ok. And hy vọng học xong cái bài này các anh chị phải nhớ tới già luôn nha. Cái cách last pronounce words from the past verbs có ba cách, ok. Hoặc là mình phát âm thành chữ T, hoặc là mình phát âm thành chữ D, hay là mình phát âm thành chữ ID. Mình đọc trải trải tiếng Việt là it, ok. Đọc trải trải là it. Luật thứ nhất, phát âm thành chữ T. Để theo thứ tự đi. Squeeze. Pronounce the ending sound T when the verb end with CH, chó, S, sủa, show, SH, show, X, sound, K, cup, P, phố, F, phường, ha ha ha. Có chữ ha 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 nữa. Các anh chị phải đánh nó capital nó như gì nè. Chó, I'm sorry, sữa, sôn, sao, khắp, phố, phường. Ha ha ha, thấy như vậy.
Các anh chị phải capital nữa. Capital nó là viết qua những cái chữ như vậy đó, các anh chị mới nhớ. Thì mình sẽ phát âm thành chữ T. Ok. Thí dụ, đây là luật thứ nhất, từ khó tới dễ. Thí dụ chữ watch. Watch là chữ chó phải không các anh chị? CH, right? Thành ra mình sẽ phát âm thành chữ T. Và nhớ một điều nha, các anh chị đừng có làm rắc rối, là mình phải ráng phát âm hai cái âm cuối như là chữ ch and chữ th. Ok, rất là khó. Watch. Không ai đọc như vậy hết trơn á, đừng nói là watch thờ. Mình cứ phát âm, nếu mà hiện tại thì mình phải phát âm cái âm chánh là ch, watch. Đấy, watch. Còn nếu mà quá khứ thì âm chánh của nó là âm t, thấy watched. Thấy không? Các anh chị ráng như vậy. Âm từ to look. Hiện tại là có âm k ở phía sau phải không? Look. Right. Nhưng mà quá khứ cái âm chánh của nó là âm t. Đấy, thành ra mình sẽ nói là looked. Mình không có cần nói là looked. Không ai nói looked hết trơn. Đấy. Ra mình chỉ phát âm âm chánh của nó là âm t. Looked, để cho người ta biết mình đang nói về quá khứ. Còn này là I look, là hiện tại. I looked là quá khứ. Ok. Right. Rồi cái âm finish cũng vậy luôn. Finish hiện tại thì nó có âm SH. Right. Mình phát âm là finish. Right. Finish. Finisher đó. Nhưng mà quá khứ nó là âm T. Thấy không? Thành ra mình không cần nói finished, không cần nói finisher thờ. Right. Thành ra mình chỉ cần phát âm cái âm cuối của nó là âm T cho quá khứ là finished. Ok. Và các anh chị muốn làm được chuyện này thì các anh chị cứ nói rõ ra. Looker thờ. Right. Looker. 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 Looked. Right. Mình phát âm rõ ra nhiều lần trong miệng để cho nó phát âm được hai âm tự nhiên một cách tự nhiên, rồi mình chỉ đánh cái âm sau thôi. Looked. 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 Các anh chị thấy không? Phải không? Tiến đi nói rồi, các anh chị không cần make cái big deal là phải phát âm cả hai âm ra. Ok. Người Mỹ họ khi mà họ nói họ cũng không có phát âm hai âm một lượt, tại vì họ nói rất là nhanh, họ không có thể nói looked, looked, looked. Họ không có ai nói gì vậy hết trơn. Phải không? Watched, watched, watched. Watched her, phải không? Yeah, họ chỉ phát âm cái âm chánh là watched. Okay, looked, finished. Okay. Anh chị đồng ý hay không? Kệ các anh chị đi. Anh chị muốn theo chữ mi hay không, kể các anh chị luôn cho rồi đi. Ok. Chữ mi tìm một cách rất là dễ, cái cách rất là dễ cho các anh chị. Ok. Đồng ý không nè? Đừng có picky người ta. Người Mỹ họ nói mình không thể nào mình picky họ từng chữ được. Họ nói nhiều khi họ nuốt chữ, chứ đừng có nói chuyện mà phát âm ra. Họ nói How you doing? Ồ, bạn nói sai văn phạm rồi đó, bạn nói tiếng bồi á. Sao bạn biết tôi nói tiếng bồi? Không tin bạn viết xuống đi. Nó viết rõ ràng ra How are you doing? Biết sao mình quê bỏ đi chỗ khác. Cái đó gọi là picky người ta không đúng chỗ đó, biết không? Đấy. Yeah, khi mà họ nói how you doing. Họ đâu có nói là how are you doing. Cái chị thấy không? Khi mà họ nói họ còn nuốt chữ, huống hồ gì cái âm họ không nuốt làm sao được, phải không? Đấy. À, khi mà họ viết xuống thì họ phải viết rõ ràng ra How are you doing? Đấy. Thành ra phát âm cũng vậy nữa. Các anh chị phát âm thì mình lựa cái âm nào chánh mình phát âm nó ra, không cần phải phát âm cho rõ ra từng từng hai âm. Looker. Ai nói looker đó? Looker. 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 Nói nói gì đó, ta nói looked. Ok. Đồng ý chưa nào?
Ok, đó là trường hợp thứ nhất để mình, đó là cách phát âm chữ T, ok, đó là phát âm chữ T. Phải biết từ trước. Yeah, cái chữ washed cũng vậy nữa, các anh chị đừng có phát âm là washed. Đâu ai phát âm washed đâu. Washed. Phải không? Yellow kid. Right? Washed. Đủ rồi, không cần nữa, washed. Okay. Rồi, cái thứ hai, khi nào phát âm thành chữ D? I mean phần chữ thành chữ ID, okay? Mình dịch lại, mình phát âm là chữ it đó. Ok, I think I should delete the MS screen. Thing. Pronounce ending sound ID when the verb ending with T or D. Mình phát âm thành chữ it đó hay là ID đó, it. Khi nào mà động từ cuối cùng bằng chữ T hay là chữ D. Okay, thí dụ như động từ to want and động từ to end hay là land thì mình sẽ phát âm thành chữ it. Want hiện tại, wanted quá khứ, and hiện tại, ended quá khứ, land hiện tại, landed quá khứ. Cuối cùng bằng chữ T là want and chữ D là end, right? Đó là cái luật thứ hai, phát âm thành chữ chữ it. Và nếu mà không theo hai luật trên đó thì mình sẽ phát âm thành chữ D. Okay. Đây là trường hợp thứ ba để phát âm thành chữ D khi mà thêm ED. Nếu mà không theo hai luật trên. Thí dụ như động từ to play, động từ to close and động từ to listen thì các anh chị sẽ phát âm thành chữ D. Play hiện tại, played quá khứ, close hiện tại, closed quá khứ, listen hiện tại, listened. Anh chị nghe cái âm đi phía sau không? Listened. Right? Ok rồi, bây giờ mình làm nhiều thí dụ thử các anh chị phát âm làm sao nha. Khi nào phát âm T, đánh ra khi nào phát âm D, khi nào phát âm it, ok? Bắt đầu chưa? Thử nha. Cái này thì nhiều lắm thôi, ok? Accept. Giờ phải biết nói tại sao nha, phải biết nói tại sao. Yeah, chứ để cứ nói là T hay D hay là ID được rồi, ok? And please viết nguyên chữ ra luôn nha, ok? You have to bring the whole word. Để Timmy có nhiều khi mình phải double cái phụ âm đó các anh chị. Phải viết nguyên chữ luôn, please. Accept it. Có, phải viết nguyên chữ ra luôn, please. Yes, như vậy đó. Nhiều khi mình phải double cái phụ âm cho tiểu mi coi coi các anh chị biết có sai hay không. Allow, cho phép. Allow. Allow. Cho cái ending sound luôn, please. Yeah, allowed. Right? Nó là theo luật chung. Attach, attach, attach là dính liền hay là rời, quên rồi ta. Attach garage là dính liền phải không? Dạ, yeah, dính liền á, đính kèm hay dính liền á. Yeah, attached, right, attached. Thành chữ T tại sao vậy?
Tại sao Thành chịu thi các anh chị? Anh chị cho cái lý do kế bên luôn nha. Tại chữ chó khe viết thẳng ra luôn chữ chó. Cứ viết thẳng ra luôn, chữ chó, chữ sủa, chữ xôn, chữ gì đó viết ra luôn, ok. Để kêu cái chị nhớ tới giờ luôn. Ok, arrive, tới, arrive. Tới. ID hả? ID là khi nào mà cuối cùng bằng những cái âm T hay là âm D. Ví dụ như động từ to want là muốn á, want thì mình sẽ phát âm là wanted. And cuối cùng là ended. Ok. Rồi nhớ nhớ không? À cho nhớ không? Ok, arrive là tới thì phát âm thành chữ D phải không? Arrived. Ok, now next one. Branch, chia nhánh ra. Branch. Không hiểu cha nói gì. Yeah, branch. Ok, branch. Mình không cần nói branch. Branch. Phát âm thành chữ T tại vì chữ gì các anh chị? Hả? Tại chữ chó, cứ viết thẳng ra luôn đi, đừng nói trong bộ chữ, ta không biết bộ chữ gì. Ok, tại chữ chó. Ok, book. Book. Book là book là ghi tên á, là viết xuống là ghi tên á, đặt vé đó, và đặt vé đặt chỗ đó. I book a hotel. Tháng như vậy. Tại chữ gì? Chữ cup, right? Chữ K là chữ cup, phải không? Booked, right? Mình đọc là booked. Ok, collect. Collect là collect là gì ta? Collect là sưu tầm, yeah, sưu tầm, sưu tầm. Yeah, collected. Tại sao? Đâu phải collect đâu, collected. Tại sao vậy? Tại cuối cùng là chữ T. Ok. Cuối cùng là chữ T hay là chữ D thì mình sẽ phát âm thành chữ it. Ngân chương nhớ nha. Collected. Ok, change. Thay đổi. Change. I'm sorry. Yeah, chant. Chant. Chant tờ hay là đờ các anh chị? Là đờ mà phải không? Chant đờ, right? Đố các anh chị một chuyện nữa nè. Tại sao mình không nên ở trước mặt người ta các anh chị? Khi mà các anh chị ăn mà các anh chị ở trên một cái bàn có Mỹ là rất là bất lịch sự. Tại tiếng Mỹ đang mới vừa ở. Hả? Tại sao vậy? Tại sao không lịch sự hả? Tại nó bốc mùi hả? Nói thường thường mình ở mình bụm miệng lại sao bốc mùi được hả? Lỡ bị ở thì phải sorry, I'm sorry. No. Thì nếu mà không nhịn được thì mình phải say sorry, I'm sorry. Vừa bịt miệng mình nói I'm sorry. Ok. Mặc ổ no. Bộ ai ở là các anh chị ối ra hả? Muốn ối hả? No. Thường thường á, khi trong một cái bàn ăn, mình ăn với người khác á, mình ăn xong mình ở, có nghĩa là mình ăn quá, mình overeating. Ok, mình đi đi ăn đồ này kia, mình phải lịch sự, mình ăn vừa no thôi, đừng có ăn quá no. Tại sao mà các anh chị ở lên là các anh chị đã ăn đầy quá rồi, bắt buộc phải ở ra khi đặng cho nó
không ở ra là mình sẽ bị cái bằng gì đó bể bổn gì đó, cái bằng gì mình quên rồi, thấy chị không? Người ta nghĩ là mình ăn quá trớn ăn ăn và bị đầy bụng đó. Các anh chị không tin, bữa nào các anh chị ăn no rồi mà coi các anh chị còn ráng ăn thêm thử coi, các anh chị ở mấy chục lần luôn đó. Ăn xong rồi các anh chị ở mấy chục lần luôn đó. Tại vì mình phải ở ra làm cho nó ra bớt cái hơi đi, không thôi mình bị đầy bụng đó. Ok, bên Việt Nam các anh chị chắc ăn ít khi nào ở lắm, tô hủ tiếu bên Việt Nam nhỏ xíu à, phải không? Tô hủ tiếu tô mì bên Việt Nam nhỏ xíu à, bên này một tô bự lắm á. Ok, cái nào cũng bất lịch sự hết trơn á. Ok, hủ tiếu hả? Không biết hủ tiếu hả? Luca Pacci, where you from? Yeah, because you from Vietnam, because you can type in Vietnamese. Ở miền Bắc chưa bao giờ ăn hủ tiếu hả? Tội nghiệp quá vậy. Hủ tiếu cái thật sự ra nó cũng giống như cái bánh bánh hủ tiếu, nó cũng giống như bánh phở vậy thôi. Nhưng mà cái nước lèo nó khác. Yes, phở có nhiều khi ở bên này người ta hủ tiếu với phở cái sợi nó giống nhau. Muốn ăn sợi bự cũng có, nhưng mà hủ tiếu thường thường là sợi nhỏ hơn. Nhà bây giờ người ta nấu phở sợi hủ tiếu sợi phở nó bằng nhau. Okay. Giống. Nó ở bên này hủ tiếu khô khô ướt gì cũng có hết trơn á. Chỉ có cái nước lèo nó khác thôi, chỉ nước lèo nó khác thôi. Ok, trở lại bài học. Thành ra các anh chị khi mà lên bàn ăn mình đừng có ăn quá no, ok, quá no mình ở người ta biết là mình mình cố ăn á, ăn tham gì đó, nãy các anh chị nói đúng á. Và mình lỡ lỡ thì mình phải bỏ miệng mình nói I'm sorry. Và đặc biệt nói, và đặc biệt khi nào mình ăn á, mình muốn vừa ăn vừa nói chuyện cũng được, nhưng mà mình phải nuốt hết cái đồ ăn trong miệng đi rồi mới nói, ok? Chứ đừng cái đồ ăn đang còn nhai vừa nói rồi phun vô mặt người ta đó, rồi mình sặc đó mình phun vô mặt người ta kỳ đó. Là mình phải nuốt hết cái đồ ăn trong miệng rồi mình mới nói chuyện, ok? Phải như vậy. Anh chị biết điều này không vậy? Còn một điều nữa, tại sao khi mà ăn ở trên bàn các anh chị chỉ ăn một tay thôi? Nếu mà các anh chị dùng muỗng nĩa thì mình không kể đũa, đũa nhiều khi mình phải cầm chén cơm lên mình phải cầm hai tay phải không, một tay cầm chén một tay cầm đũa phải không, thì không kể. Nhưng mà nếu mà các anh chị dùng muỗng nĩa ăn theo người nước ngoài đó thì các anh chị chỉ nên ăn một tay thôi, còn một tay để ở cái dưới đùi chận cái khăn lại. Tại sao như vậy hả? Hả, tại sao như vậy hả? Yeah, nếu mà các anh chị để cả hai tay lên bàn mà các anh chị ăn có nghĩa là các anh chị ham ăn nó biết không, dùng cả hai luôn, không có lịch sự. Okay. Mỹ nó cho cái điều đó là bất lịch sự. Ví dụ như các anh chị ăn steak cái gì, các anh chị phải dùng hai tay, tại một tay mình cầm cái nĩa mình chận cái miếng thịt và một tay mình cắt phải không, không cần biết tay mặt tay trái, tùy theo người người đó thuận tay mặt hay tay trái. Đừng có nói ô bắt buộc phải cầm nĩa bên tay mặt, cầm dao bên tay trái, không phải, tùy theo người ta thuận là tay nào người ta làm tay đó, mà bên này thường thường là left hand không à, tay trái không à. Thành ra khi mà mình ăn steak bắt buộc mình phải dùng hai tay, một tay cắt một tay chận phải không các anh chị? It's okay, các anh chị có thể làm điều đó. Nhưng mà các anh chị cắt miếng thịt bò xong bỏ tay một tay xuống, một tay cầm nĩa ăn, các anh chị hiểu không? Hoặc là mình cắt hết thịt nguyên cục thịt bò đó, mình cắt cho nó nhỏ ra hết trơn rồi mình để cái con dao xuống mình ăn một tay thôi. Ok, khá như vậy. Tại sẵn nói chuyện ăn uống thì mình chia sẻ luôn. Ok.
Ok rồi, tiếp tục nè, tiếp tục nè. Ok, động từ này nha, động từ này. Ok. Nó âm thành chữ gì? T, D hay là E? Complete. Chữ T hả? Complete hả? Thêm chữ ID. Tại thường thường đó, cái âm T, cái âm Y ở phía sau không có đọc. Ok. Phải không? Cái âm Y ở phía sau không có đọc, thành ra cái âm cuối nó sẽ là âm T, completed. Thí dụ như yes, đại khái như vậy đi. Cái âm y ở phía sau thường thường không có đọc. Ví dụ như cái động từ này, các anh chị sẽ đọc là change, phải không? Change. Cái âm cuối nó sẽ là âm G, right? Thành ra ở đây mình sẽ phát âm thành chữ change, change, chờ chứ không phải chờ nha. Yeah, thành chữ D, khá như vậy. Ok rồi, that's it. Mình lấy vài thí dụ như vậy thôi, các anh chị nắm vững rồi phải không? Phải không? Nhớ cái câu chó sủa xôn xao khắp phố phường, câu đó rất là hay. Ok, rồi một lượt nữa là cuối cùng bằng T and D thì mình sẽ phát âm thành chữ it. Ngoài ra thì mình phát âm thành chữ D hết, phải không các anh chị? Rồi, any question về hai cái điều này, về cái quá khứ hả? Any question? Không có, bây giờ bắt đầu trở lại bài học nha. Mình biết định nghĩa cho cái thì này là gì rồi. Mình biết cái công thức nó là gì rồi. Bây giờ mình ứng dụng nó, apply. Có nghĩa là mình use nó, how to use it. Using. Khi nào mình dùng cái thì này, nó có rất là nhiều trường hợp để dùng thì này. Khi mà các anh chị nói cái chữ perfect có nghĩa là past, nó có liên quan gì cái vấn đề past ở đó? Past perfect là gì các anh chị? Mình học trong cái bài past perfect rồi, right? Past perfect có nghĩa là past past, phải không các anh chị? Là past past. Perfect có nghĩa là past, các anh chị nhớ điều này nha. So future perfect có nghĩa là nó có liên quan về cái quá khứ trong đó, chút chút ít nhiều trong đó. Past perfect tense có nghĩa là past past. Chỉ một cái sự việc nó xảy ra trước một cái sự việc khác ở quá khứ. Thì mình cắt nghĩa để nó liên quan tới cái future luôn. Ok. Phải không các anh chị? Ví dụ mình nói I had arrived. Here. Before she, I'm sorry, before she came. Thì các anh chị thấy cái past perfect ở đây không? Had arrived here before she came. Tôi đã tới đây trước khi mà cô ta tới. Thành ra cái hành động nào xảy ra trước cái hành động khác thì ngay chỗ đó là past perfect.
Tỉ mỉ cắt nghĩa để nó liên quan tới cái future một chút xíu. Ok, so cái định nghĩa nó sẽ là như gì? Cho cái thì future perfect nha các anh chị. The action or event started before now. Các anh chị thấy started before now có nghĩa là past rồi, phải không? Xảy ra, bắt đầu, xảy ra trước cái lúc mình đang nói. Or is starting now, or will start after now, but it will not complete it until some point in the future. Chỉ một cái hành động hay là chỉ một cái sự kiện mà nó đã xảy ra trước cái lúc này, hoặc là nó đang xảy ra ngay bây giờ, hoặc là sẽ xảy ra sau đó. Sau đó là sau lúc này đó, nhưng mà nó sẽ không có hoàn toàn xong cho đến một cái thời điểm nào đó ở tương lai. Đây là ba điểm đặc biệt khi mà mình dùng cái thì này. Cho thí dụ, in December 2013, Dave's ESL cafe will have been online for 17 years. Cho tới tháng 12 năm 2013, Dave's ESL cafe là gì các anh chị? Đây là một cái chương trình học ESL online của cái đây là một cái tên của một cái chương trình học ESL online. Các anh chị có thể vô Google, các anh chị search được á. Chắc của ông Dave, ông create ra, ông make up đó. Will have been online for 17 years. Thì các anh chị thấy cái chương trình này nó đã có rồi, phải không? Ở quá khứ rồi, phải không? Và nó vẫn còn tiếp diễn cho tới cái tháng 12 năm 2013 thì nó sẽ được chương trình nó hoạt động được 17 năm. Thì các anh chị thấy một lần nữa, khi mà mình nói perfect thì nó có liên quan tới quá khứ, ok, tại nó là past. Right? So it hasn't yet been online for 17 years, right? The ES, I mean Dave's English Cafe, là the internet meeting place for ESL hay là focus room, hay là EFL teacher and student around the world, cho cả, giống như là học online gì đó, cho cả thế giới luôn, phải không? Ok, các anh chị coi câu này. At 2:30 tomorrow afternoon, I will have finished my third class. Lúc 2:30 trưa mai, tôi sẽ xong cái lớp thứ ba của tôi. Lớp thứ ba. Thì các anh chị hiểu, phải hiểu là my classes won't finish until tomorrow at 2:30 p.m. right? Nghĩa là hiện bây giờ mình vẫn còn đang học, phải không các anh chị? Nghĩa là cái sự lấy cái lớp của mình đó, lớp thứ nhất, lớp thứ hai, nó đang diễn ra, và nó đã diễn ra rồi, hoặc là nó đang diễn ra, phải không? Cho tới trưa mai thì mình lấy xong bài lớp. Hay là câu này, để Timmy cho hết thí dụ rồi Timmy sẽ mention lại vấn đề chính. In about 5 minutes, I will have thought of at least 5 example sentences. Trong vòng 5 phút nữa, tôi có thể nghĩ ít nhất là 5 cái câu thí dụ. Nghĩa là hiện bây giờ mình đang nghĩ rồi, có thể mình nghĩ được 1-2 câu rồi. Hay là quá khứ mình cũng đã nghĩ được 1-2 câu rồi, và bây giờ mình vẫn còn tiếp tục nghĩ, và còn 5 phút nữa mình sẽ xong, nghĩ xong 5 câu.
Anh đã các anh chị thấy nó có liên quan tới quá khứ hiện tại luôn. Right, cái thì này đó nó liên quan vừa quá khứ hiện tại và tương lai luôn. Ví dụ câu này, một câu khác nữa nha. In August 2013, my niece will have been married for 2 years. Vào tháng 8 năm 2013, cháu gái của tôi sẽ lập gia đình 2 năm rồi, cho 2 năm rồi. Nghĩa là cô ta đã lập gia đình và đang lập gia đình và 2 năm và tháng 8 cô ta lập gia đình được 2 năm. Thì một lần nữa khi mà các anh chị thấy cái chữ perfect không còn biết nó là hiện tại, quá khứ hay tương lai, nó đều liên quan tới cái quá khứ. Thì mình lấy thí dụ cái quá khứ rồi phải không? Giờ lấy ba câu nè và nói về hiện tại nè. I have waited for you for 2 hours. Đây là mình đang nói về hiện tại, nhưng mà nó cũng liên quan tới quá khứ phải không các anh chị? Tại nó dùng cái perfect ở đây, nên mình gọi là present perfect. Tôi đã đợi, tôi đã và đang đợi bạn cho 2 tiếng rồi. Bây giờ nói quá khứ nè. I had waited for her, for you, for 2 hours. For her, no, make sense. Her, for her, for 2 hours before she came. Đây là quá khứ, cũng là dùng cái thì perfect ở đây. Thì các anh chị thấy quá khứ nó cũng liên quan tới quá khứ luôn. Tôi đã đợi cô ta 2 tiếng trước khi mà cô ta đã tới. Hai sự việc này đều xảy ra ở quá khứ hết. Bây giờ tương lai nè. Tương lai cái câu nãy mới cho thí dụ đó. Câu này sẵn có khỏi mất công suy nghĩ. Thì các anh chị thấy câu này cái vấn đề đặt ở tương lai, nhưng mà nó cũng liên quan tới quá khứ. Các anh chị thấy không? Thành ra ở ngay chỗ này họ dùng cái perfect ở đây. Nói tóm lại khi mà các anh chị dùng cái future perfect thì phải kể ra một cái sự việc gì đó nó đã xảy ra ở quá khứ, hay là at least nó đang xảy ra ở hiện tại. Thế đây là cái điểm đặc biệt để dùng cái thì này. Đây là điểm chánh. Bây giờ mình vô những cái điểm phụ. Một trường hợp nữa để dùng cái thì này. The future perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future. Diễn tả một cái tư tưởng mà nó sẽ xảy ra trước một cái hành động khác ở tương lai, và nó cũng chỉ về những cái sự việc gì mà nó sẽ xảy ra trước một cái thời điểm đặc biệt nào đó ở tương lai. Thí dụ nha. By, I'm sorry, bỏ mấy cái chấm đi cho rồi đi. Okay, by next November, I will have received my promotion. My promotion nghĩa là gì? Nghĩa là, các anh chị phải dịch là
trước cái tháng 11 kể đó tới đó, thì tôi sẽ được lên chức, tôi sẽ được nhận cái sự lên chức của tôi á, nghĩa là tôi được lên chức á, thấy như vậy đi. Thì các anh chị thấy cái này nó cũng cũng cái này là một trường hợp khác nữa, khi chỉ một cái sự việc xảy ra trước một cái sự việc khác ở tương lai. Đấy. Vậy cái hành động nào xảy ra trước các anh chị? Thành ra ở đây rõ ràng chữ by đây là phải là chữ before, phải không? Phải không? Và thăng chức trước, phải không các anh chị? Chứ không, chữ by đây không có nghĩa là áp nha, không phải là đúng cái tháng 11. Mình sẽ được thăng chức trước cái tháng 11. Họ không cần, có thể thăng chức vào tháng 9 hay tháng 8 đại khái như vậy, hay tháng 10 đại khái như vậy. Nghĩa là một hành động xảy ra trước một cái hành động khác, mà mình đâu có thể nói ở đây chữ áp được. Đây là Tiểu My muốn chứng minh cho các anh chị thấy chữ by ở đây có nghĩa là before. Okay. By the time he gets home, she's going to have cleaned the entire house. Trước cái lúc mà ông ta về nhà, ông ta sẽ cô ta sẽ clean hết cái nhà rồi. Và đặc biệt ở đây, khi mà các anh chị nói hai cái mệnh đề mà có cái time clause ở trong đó, thì cái time clause lúc nào nó cũng phải ở cái thì hiện tại, present tense. Các anh chị thấy cái chỗ này không? Mặc dầu cái sự việc nó chưa có xảy ra, nhưng mà đây là cái luật khi mà mình dùng cái perfect tense ở đây. Thì cái time clause ở chỗ nào thì cái chỗ đó, cái mệnh đề đó phải ở thì hiện tại. He gets home. Chứ mình không có nói là by the time he will get home. Nói như vậy là sai, okay? Mặc dù sự việc chưa xảy ra, nhưng mà mình phải nói thì hiện tại cho cái time clause. Time clause có nghĩa là những cái mệnh đề mà đứng trước nó bằng những cái chữ when, before, by, after, là cái như vậy gọi là time clause. Okay, next one. I'm not going to have finished this test by 3 o'clock. Tôi sẽ xong, không xong cái bài kiểm của tôi trước 3 giờ. And go cat. Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing? Các anh chị thấy một lần nữa cái time clause ở đây, before she moves to Beijing, right? Đó là time clause ngay chỗ đó, thành ra mình phải dùng nó ở cái thì present tense. Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing? Okay. Câu khác. By the time I finish this course, I mean this course, I will have taken 10 tests. Trước cái lúc mà tôi xong cái khóa này, tôi sẽ phải lấy 10 cái, tôi phải làm 10 cái bài kiểm. Ok, một trường hợp khác nữa để mình dùng cái thì này. Ráng xong cái bài test hôm nay rồi ngày mai mình sẽ làm bài kiểm nha các anh chị. Mình sẽ làm bài tập. With a future time word and often with by
Dạ, thường thường họ dùng chữ by. To talk about an action that will finish before a certain time in the future, but we don't know exactly when. Khi mà mình dùng cái những cái chữ mà cho những cái thời gian ở future đó, đặc biệt là thường thường họ dùng chữ by, hay là chữ before, chữ after, hay là chữ đại khái như vậy, gọi là time clause đó các anh chị. Thì nói về một cái hành động sẽ xong trước một cái thời điểm chắc chắn nào đó, đúng cái thời điểm nào đó, certain time là đúng cái thời điểm nào đó, nhưng mà chúng ta không biết chắc chắn là khi nào. Cái câu nó hình như nó hơi 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 tricky một chút xíu, nhưng mà cho các anh chị thí dụ thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn. Có nghĩa là nó cho cái certain time, như câu này là 10 o'clock, nhưng mà we don't know exactly when, có nghĩa là trước 10 giờ. Trước 10 giờ nghĩa là mấy giờ? 9 giờ rưỡi, 9 giờ 45 hay là 9 giờ 50, là mình không có biết rõ ràng là đúng mấy giờ, mình chỉ biết là cái certain time là 10 giờ thôi. Ok, anh chị hiểu điều này rồi phải không? By 10 o'clock, I will have finished my homework. Trước 10 giờ, tôi sẽ xong cái bài làm của tôi, bài tập của tôi. Trước 10 giờ là mấy giờ? Thành ra rõ ràng chữ by ở đây các anh chị phải dịch là before, chứ không thể nào dịch là at 10 o'clock. Ok. So I will finish my homework sometime before 10, but we don't know exactly when. 9:30, 9:45, or 9:50. Right? Okay, câu này. By the time I'm 60, I will have retired. Trước lúc tôi 60, tôi sẽ retire là gì vậy này? Tôi sẽ retire là gì vậy này các anh chị? Về hưu, già về hưu, nghỉ hưu. Nghĩa là không phải đợi đến 60 tôi mới về hưu, mà có thể 58, 59. 59 tuổi rưỡi là khái như vậy. Mình không có biết là exactly when, mà mình chỉ biết là 60 là certain time. Ok. Dạ. Về hưu. So có nghĩa là I will retire sometime before I'm 60, right? We don't know exactly when, but definitely before my 60th birthday, right? Nghĩa là trước cái ngày sinh nhật 60 của tôi đã retire rồi. Ok, một trường hợp nữa để mình dùng cái thì này. Cái này chỉ là bổ túc theo cho cái định nghĩa phía trên thôi, chứ thật sự nó cũng dòng dòng cũng cũng là cái định nghĩa đó thôi. With a time word. To talk about an action which starts before a time in the future and continues up to that time. Với một cái chữ mà chỉ về thời gian đó, thì cái thì này nói lên một cái hành động mà nó đã bắt đầu trước trước cái thời điểm đó ở future, và nó vẫn còn tiếp tục cho tới cái thời điểm đó. Thí dụ, should. Oh my God, it's too loud. That's why. Yeah, tại cái volume nó up up all the way up. In April 2013, I will have been teaching here for 2 years. Cái April 2013
2013 đó là cái Time Warp. Lúc mà tới tháng 4 năm 2013, tôi sẽ I don't think I use this one right here. Okay, forget this one. Tại cái thì này mình dùng qua cái thì nó gọi là future perfect continuous. We don't deal with this one, okay? What's wrong right here? Okay, and that's it. Cái này chỉ mi lộn qua bên cái thì kia rồi. Okay, we're going to talk about this, the tense later on, next week then. Cái thì này mình gọi nó là thì future perfect continuous. We don't deal with this one yet, so we wait for next week, okay, to learn this. Ok, bài học hôm nay tới đây là xong. Thì ngày mai mình sẽ làm bài tập nha các anh chị. Bây giờ mình cũng sẽ làm bài tập để áp dụng cái công thức mà thôi, ok. Ngày mai mình sẽ làm bài tập để áp dụng cái cách dùng. Khi nào mình dùng cái thì này, khi nào mình dùng cái thì mình học ba thì future rồi phải không? Ngày mai mình sẽ làm bài tập mình mix up đó. Mình sẽ làm bài tập lẫn lộn. Khi nào mình dùng thì future present, khi nào mình dùng thì future continuous, and khi nào mình dùng thì future perfect progressive. I mean future perfect tense, okay? Okay, mình còn 3-20 phút nữa đi. Làm thử nha các anh chị. Biết không nào? Ôn lại hả? Cái thì này mình gọi nó là future. Ai mới giật mai của chúng mi á. Ok, bây giờ ôm lại. Future perfect tense. Khi mà các anh chị thấy cái chữ perfect ở đâu thì các anh chị hiểu cái sự việc nó sẽ liên quan tới quá khứ luôn. Ok. Giờ ai dám giật mai của bụng của nương vậy? Có nghĩa là chỉ một cái hành động hoặc là đã xảy ra hay là đang xảy ra cho tới một cái thời điểm nào đó ở tương lai hoặc xong ở một cái thời điểm nào đó ở tương lai. Ok, chỉ nhớ như vậy, đơn giản như vậy thôi thì các anh chị rất là dễ dùng cái thì này. Bây giờ mình áp dụng công thức nha, mình làm lại bài tập áp dụng công thức trước đi cho các anh chị nắm vững cái cách dùng cái thì này đi. Cách form cái thì này làm sao trước đi, rồi ngày mai mình sẽ làm bài tập tùm lum hết trơn á. Okay, I give you this one and you have to change this sentence to the future tense. On the 4th of next month, he be in reasons for 10 years. Tháng tới 4 tây ông ta sẽ ở trong tù cho 10 năm rồi đó. Yeah, he will have been, right? He will have been in reasons for 10 years. Okay, next one.
áp dụng công thức thôi. Okay. When we reach Taiwan, we do half of the journey. Journey. Khi mà chúng ta tới Taiwan, tới Đài Loan, chúng ta đã làm một nửa cái cuộc hành trình rồi. Yeah, we'll have done. Hay là các anh chị dùng chữ we shall cũng được. Okay, we shall have done. Okay, next one. Okay, một lần nữa. Khi mà các anh chị dùng cái past perfect với chữ ed thì phải cho cái ending sound. Còn nếu mà cái past perfect, past participle đó, cho cái regular verb, give me the ending sound TD or ID. But for irregular verb, give me the third column. No, give me the whole three columns. Ví dụ như động từ to go, go and gone. Okay, các anh chị phải cho ba chữ luôn. Còn cái ED thì phải cho cái ending sound. Okay, mình ôm lại luôn. Ví dụ như động từ to be, will have been the first sentence. Thì các anh chị phải cho là cái gì? Is, was, were and been, phải không? Phải cho ba chữ luôn. Ví dụ như động từ to do thì các anh chị phải cho ba chữ luôn, do did done, phải không? Mình ôm lại mà, right? Còn thí dụ như động từ to play thì các anh chị phải cho ending sound là played, right? Không ý không nè. Cái mình học, mình làm một câu mà mình áp dụng 4 năm công thức luôn, right? Rồi, bắt đầu tiếp tục. At this rate, you break all the wine glasses by the end of the month. Mình dịch cái này là cái kiểu này á, bạn làm cái kiểu này á, bạn sẽ đánh dở hết những cái ly rượu trước cuối tháng này. Cho ba chữ luôn, please. Break, broke and broken. Right? You will have. Có chữ health nữa nha các anh chị. Perfect là lúc nào phải có động từ to health involved vô. You will have broken. And broken phải cho ba chữ please, như ngân chương vậy đó. Break, broke, broken, phải không? Các anh chị nhớ cái list không? Cái list mà irregular verb list á, có mình chia ra làm 6 groups, các anh chị nhớ không? Có anh chị nào không nhớ 6 groups không? Mình phải chia ra làm 6 group mình mới học được cái động từ bất quy tắc. Group thứ nhất là ba chữ giống nhau, hit hit hit, cut cut cut. Right? Okay, next one. If we don't hurry, the sun rises before we reach the top. Có ai còn nhớ 6 cái group không? 6 cái group cho động từ bất quy tắc á. Không nhớ hả? Không biết hả? Thấy không? Tí mới chia sẻ cho các anh chị cái gì các anh chị quên hết trơn rồi. Các anh chị muốn học một cái động từ bất quy tắc mà học mà nhớ luôn tới già đó, các anh chị phải chia làm 6 groups. Khi làm xong bài này đi, còn giờ thì Tiểu My sẽ chia sẻ các anh chị cái này. Chưa học hả? Mấy bạn mới vào thì không biết hả? Tiểu My nói rồi, Tiểu My đi đâu các anh chị phải đi theo Tiểu My. Okay. Không đi theo Tiểu My là các anh chị không biết gì hết trơn. Ngày nào cũng có bạn mới hết trơn hả? Cali xa lắm hả? Khi làm thử cái này thử coi các anh chị biết tới đâu nè. Mà các anh chị
Không biết thì Tiến My sẽ chia sẻ lại cái bài đó cho sau group cho các anh chị. If we don't hurry the sun, I mean if we don't hurry, the sun rises before we reach the top. Hai người này đang leo núi á. Nếu mà chúng ta không có nhanh lên thì mặt trời nó sẽ mọc trước khi mà chúng ta không, cái này chắc bắt cua quá à. Không phải leo núi thì cần mặt trời mọc lên phải không, này chắc bắt cua quá à. Bắt cua thì sợ mặt trời nó mọc, một con cua nó chạy hết trơn. Dạ, nếu mà chúng ta không có lẹ lên, không có bắt lẹ lên đó, thì mặt trời nó sẽ mọc trước khi mà chúng ta tới cái đỉnh. Nói cái này cũng phải là bắt cua nữa, này chắc leo núi thiệt quá. I don't know tại sao. Cái này phải mặt trời mọc phải không các anh chị, đâu phải mặt trời lặn phải không? Ok, đúng rồi, rising, nhưng mà cho ba chữ đi. Rise, rose, risen, right không? Cho ba chữ đi please. Anh chị phải thuộc lòng cái động từ bất quy tắc nha. Nói này chắc không thuộc rồi quá. Dở thì thôi á. Yeah, rise, rose, risen. Các anh chị bắt buộc phải viết ba chữ ra như vậy cho động từ bất quy tắc. Okay. Okay, next one. Oh, ngắm mặt trời mọc. Yeah, nói vậy make sense, nó có lý đó. Can you so smart? By midnight, he be unconscious for 48 hours. Trước nửa đêm là ông ta bất tỉnh cho 48 tiếng đồng hồ rồi đó. Unconscious là bất tỉnh, không còn biết trời đất gì nữa hết trơn. Ok, làm câu này đi. He will have been. Yeah, động từ bất quy tắc là be là present, was and were là past, and been là past participle. Anh chị phải cho ba chữ như vậy, ok? Be chứ không phải là is, ok? Be. Be thì nó gồm có là am, are and is, right? Đã chia conjugate nữa. Okay, next one. I suppose that, I mean that, when I come back in 10 years' time, all these old houses be pulled down. Tôi nghĩ rằng khi mà tôi trở lại trong 10 năm nữa thì tất cả những cái ngôi nhà này sẽ pull down là gì các anh chị? Sẽ gì? Sẽ biến mất, phải không? Sẽ kéo sập. The houses will have been. Tại sao cái động từ to be dùng ở đây các anh chị? Hả? Yeah, tại vì nó là thì bị động, phải không các anh chị? Những ngôi nhà nó đâu có thể nào nó tự nhiên nó sập được đâu, phải không? Nó sẽ bị người ta làm sập nó xuống, phải không? Thành ra đây họ dùng cái thì bị động với cái động từ to be and past participle, right? And cái chữ pulled ở đây nó là gì các anh chị? Nó là động từ tránh phải không? Nó là động từ tránh, right? So we'll help them. You're right.
Ok, không cho động từ to be nữa, cho động từ khác. Ok, the train leave before we reach the station. Ở trong room này hình như các anh chị học grammar dữ lắm rồi phải không? Các anh chị cũng ghét lắm rồi phải không? Phải không? Mình đã chia sẻ grammar của các anh chị room thì thôi đi đó. Mình sợ người ta picky mình biết không? Mà mai phút mình cũng có đủ thần công lực để mình chống chọi lại không? Mai phước mình phải luyện đủ 10 thần công lực mới chống chọi được đó đấy, nhưng thôi là mình sẽ bị họ giật mình hàng ngày luôn đó, phải không? Ok, we have cho ba chữ đi please. Yeah, leave, laugh and love, right? So the train will have laugh, phải không? Laugh before we reach the station. Các anh chị thấy cái mệnh đề mà time clause lúc nào cũng dùng cái hiện tại nha các anh chị. Mặc dầu cái hành động đó chưa xảy ra. I keep repeating this issues. Okay, so remember. Remember that. Okay, next one. Cái này chắc nói theo tiếng Việt quá. If I continue with my diet, I lose 10 kilos by the end of the month. Nếu mà tôi tiếp tục mà ăn kiêng như vậy đó, kiêng cữ như vậy đó, tôi sẽ mất 10 kg trước cuối tháng. Lose, lost, lost đâu có đi đâu, phải không? Lose đâu phải đâu. Lose, lost, losing hả? Hay là lose, lost, lost? Yeah, lose, lost, lost. That's what I learned. Các anh chị thấy không? Khi mà học cái gì? Khi mà học cái động từ bất quy tắc á, các anh chị phải học ba chữ, chỉ cần nói một chữ tự động cái miệng các anh chị sẽ nói hai chữ kia liền. Anh các anh chị mà làm sai là tụi mi biết liền á, tại trong miệng tụi mi vừa thấy chữ lose là tụi mi đọc là lose or loss, lose or loss, trong khi đó các anh chị viết là lose loss losing là làm tụi mi confuse liền, đồng ý không nào? Đó là tại sao mình phải chia động từ bất quy tắc làm 6 group và mình phải học thuộc lòng luôn. Ok. Hay là thử tiếng mi vậy, Lu Capacci. Hả? Đừng thử tiếng mi nha, ok. Thử thua là cái chắc. Cái chị làm bộ viết sai thử coi cái cô này cổ có nhớ không? Ngân Trương với lại Luca Bacci thử tụi mi hả? Uống cái chết bây giờ. Thử thua là cái chắc. Sai thiệt. Sai là cái chắc rồi. Tại tụi mi học thuộc lòng như vậy rồi. Ok. Mà đừng có thử nha. Thử rủi tụi mi bí rồi mất công á. Trốn luôn. Ok. Bỏ của. Bỏ room chạy lấy mạng luôn á. Ok nào, next one. Nhớ nha, động từ bất quy tắc phải cho ba chữ. Ok, ba chữ. Yeah, we learned from the mistake. By the end of this week, my illness cost me $1,000. Trước cuối tuần này á, cái bệnh của tôi làm tôi mất 1.000 đồng. Yeah. Cá. Cost, cost, cost.
Ok, đó là cái routine nhất, ba chữ viết giống nhau. Đấy, đó là routine nhất của course. I will, I mean, yeah, my illness will have cost me okay, next one. We have 4 minutes left, okay? By the time that he leaves school, I mean school, his parents spend $45,000 on his education. Trước lúc mà ông ta rời trường á, ông ta ra trường hay là ông ta rời trường á, ba mẹ của cậu ta phải tốn 45 ngàn cho cái sự học của cô ta, của cậu ta. Spend spend spend, right? Spend spend spend. Đó mình học động từ bất quy tắc, mình phải học ba chữ như con két như vậy. Chỉ cần nói một chữ đầu, cái miệng mình sẽ nói hai chữ sau. Okay, spend spend spend. What the cost? Cut cut cut. Hit hit hit. Do the done. Right? Là khá vậy. Very good. Spend viết khác nha. Spend, spent, spent. Right? Okay, next one. By the end of the term, I read all 12 volumes. Volumes cũng giống như tựa tựa như là cái chapter. Khá như vậy. Yeah, read, read, read. Phải không? Read, read, read. Read, read and read. Hai chữ sau đọc khác nha các anh chị. Mặc dầu viết giống nhưng mà đọc khác. Okay. Không được copycat nha. So I will hay là I shall have read all 12 volumes. Okay, last one. Câu cuối cùng nha, rồi nghỉ. Okay. Quê nha. Ăn gamble hả? We drink all the wine by the end of the year. Chúng ta sẽ uống hết cái rượu này trước cuối năm. Ba chữ please. Yeah, drink, drink and drunk. Okay, drink, drink and drunk. Okay, and that's it. Ngày mai mình sẽ vô mình thì mình sẽ chia sẻ với các anh chị 6 groups, okay, là một, and mình sẽ làm bài tập cho áp dụng cho ba cái thì future luôn, future present, present future, future continuous and future perfect. Bây giờ đó, các anh chị nào chưa có biết 6 group là gì, 6 groups nào? Trước nhất á, để mình cho các anh chị homework nha. Các anh chị Google nó, các anh chị đánh là list of regular, I mean irregular verb. Okay, Google nó. Rồi sau đó đó, các anh chị có cái list rồi, có cả trăm, cả ngàn cái động từ. Đấy. Các anh chị mới mới chia ra làm 6 groups. Okay. Đây là homework của các anh chị nào chưa có biết về cái 6 group này. Thì mình cho các anh chị tự làm rồi mời mình vô mình check, ok. Okay, cái group thứ nhất, okay, cái group thứ nhất, các anh chị sort nó, sort nó, sort có nghĩa là các anh chị nhặt ra, okay, các anh chị nhặt ra tất cả những cái động từ nào mà nó viết giống nhau. Thí dụ như động từ to hit, hit hit hit, cut cut cut, cut cut cut, đó không, put put put, shut shut shut, fit fit fit, bad bad bad, đại khái như vậy. Quick quick, làm được không nào, được không nào, say yes đi.
No, kem khom. Không kem, không kem khom đâu phải viết giống nhau đâu. Nhặt ra tất cả những động từ nào ở trong cái list mà mình mới có đó, những động từ nào viết giống nhau. Ok. Khác viết bậy không? Khom, kem and khom. Không phải kem không khom. Thấy không? Các viết là tiếng mi biết chưa học rồi. Thử tiếng mi hả? Hả? Thử tiếng mi hả khác? Không được thử thầy cô nha. Thử thua là cái chắc. Ok. Mà thử thầy cô, rủi thầy cô không biết là mất công. Thầy cô mắc cỡ chạy luôn nữa. Không ai chia sẻ nữa. Ok. Hay là cách nào cũng không nên thử thầy cô, please. Ok. Thử rủi người ta bí rồi sao, người ta mắc cỡ rồi sao, người ta còn dám vô Paul Talk nữa. Đừng hại. Ok. Vô Paul Talk này làm nhiều chuyện lắm đó. Ok. Nó giỡn thôi. Đó là group thứ nhất. Ok, group thứ nhất. Ok, group thứ hai. Được không nè? Làm được không nè? Bây giờ group thứ hai. Còn nhớ nữa, các anh chị đừng có kiếm những cái động từ nào mà mình không có thường dùng. Ok, ít khi nào mà mình xài nó, ít khi nào mình sử dụng nó. Những cái động từ nào mà rất là thông dụng, ví dụ như động từ to come, động từ to go, động từ khái như vậy. Okay, những cái động từ nào nó thông dụng thôi. Chứ mình cái list nó có ngàn cả ngàn động từ, mình ở đó mà mình ngồi mình pick up, mình pick nó hết là chắc chết quá. Okay, những động từ nào thông dụng thôi, mình thường gặp, rất là thường. Đấy. Rồi bây giờ qua cái group thứ hai nè, kiểu như nói lẹ đặng chạy nè, đau bụng quá. Group thứ hai là những động từ nào cái chữ đầu tiên và hai chữ sau giống nhau. Ví dụ như động từ to fight, fight for foul, keep kept kept, make meet meet, help hide hide, fight fought fought, meet met met, sit sat sat. Chịu không nào? Phải không? Lend, lent, lent, spend, spend, spend. Động từ bất quy tắc, please. Cái này là động từ thường rồi, kỹ sư xây dựng. Động từ bất quy tắc, irregular verb. Cười. Yeah. Read, read, read cũng được. Ok, nhóm thứ hai cho động từ to read vô cũng được. Actually nó là nhóm thứ nhất mà chỉ đọc sai thôi, đọc khác thôi. Yeah, five foul foul hay là mệt mệt mệt, phải không? Chữ đầu tiên nhưng mà hai chữ sau khác, hay là mệt mệt mệt, right? Hay là sit sat sat, phải không? Ngồi đó, sit sat sat. Hay là help hat hat, động từ to help, right? Hay là pay pay pay, right? Spend spend spend. Leave left left, okay? Yeah, hai từ sau khác nhau nhưng mà hai từ sau khác cái từ đầu. Five foul foul, mệt mệt mệt. Rất là nhiều các anh chị. Tell told told, forget forget forgot forgotten. Cái forget forgot forgot nhiều khi cái cột thứ ba có thể là forgotten hay là có thể là forgot. Có nhiều cái list nó viết giống, có nhiều cái list nó viết khác. Hay là stand, stood, stood. Yeah, teach, teach, taught, taught. Right? Đó là cái group thứ hai. Được không nào? Rồi, bây giờ tới cái group thứ ba. Cái group thứ ba thì cái cột thứ ba nó có cái âm như là ông, ông, drink, drank, drunk. Give, gave, give. No, sorry. Begin, began, begun. Okay, nó có cái un, un ở phía sau đó. Squing, squang, squang. That's right. Là begin, began, begun. Right, nó có cái un, un ở phía sau đó. Hay là ring, rang, and rung.
Hay là khói gì vậy? Yeah, hay là sing, sang and sung. Đó là cái rốt thứ ba. Bây giờ tới cái rốt thứ tư. Cái đó là ân ân, còn cái này là ân ân. Cái rốt thứ tư thì nó có cái phát âm ở phía sau, nó là cái chữ. Ví dụ như to drive, drove, driven. Có chữ ân ân nữa. Ở trên là ân ân, còn dưới là ân ân. Right? Drive, drove, driven. Fall, fell, fallen. Đấy không? Các anh chỉ có cái âm en ở phía sau đó. Break, broke, broken. Rồi, đại khái gì có cái âm en ở phía sau, nó cũng có rất là nhiều. It, ate, in, get, got, gone, double T, tả lên, double T. High, hit, hin, break, broke, broken, get, got, gone. Phải không? Đó là root thứ tư. Ok, bây giờ tới cái root thứ năm. Hồi nãy là ân ân, rồi ân ân, rồi này ôn ôn. Ok, nó có cái rhythm sound, có nghĩa là cái âm nó giống giống nhau. Ví dụ như là đây là root thứ năm. Yeah, grow, grew, grown. No, new, known. Okay, cái âm ôn ôn ở phía sau á. Tear, tore, torn. Ôn ôn phía sau đó. Okay. Hay là come, came, come. Right? Yeah, no, new, known. Nó rhythm như nhau. Blow, blue, blown. Okay. Fly, flew, flown. Yes, đó cái đó là cái nhóm thứ năm. Okay, cái gì mà nó có ôn ôn ở phía sau. Rồi cái group thứ sáu là ba chữ viết khác hẳn luôn. Ví dụ mình nói si so sin, đúng không? Ba chữ viết khác luôn. Si so sin cái âm cũng khác luôn. Do did done. Go when gone. Right? Draw through drawn. Dive dove dive. Lie lay land. Thấy như vậy ba chữ viết khác hẳn. Yeah, lie lay land. Đó, các anh chị short ở trong, I mean short ở trong cái list á, chia làm 6 group rồi các anh chị học. Cái group nào ít chữ nhất, dễ nhất các anh chị học trước. Và nhớ chọn những cái động từ nào mà mình thường dùng, ok? Đừng có chọn những động từ khó hay là mình chưa bao giờ gặp. Rồi các anh chị phải học thuộc từng group trước. Một tuần lễ mình chỉ cần học một group thôi. Group nào dễ dễ mình học 3 ngày là mình thuộc rồi. Như cái group thứ nhất rất là dễ. Đọc và khi mà học các anh chị đọc như kép vậy đó. Hit hit hit, put put put. Red red red, shut shut shut, knit knit knit, la la la, set set set, fit fit fit. Đại khái như vậy. Cut cut cut, cut cut cut, bad bad bad. Đó, đọc như vậy đó. Đọc riết là các anh chị tự nhiên đọc cái chữ đầu, mình đọc hai cái chữ cuối liền. Là left, right? Sit, sit, sit. Cut, cut, cut. Sit, sit, sit. Ok. Yeah, học như vậy đó. Không tin các anh chị làm thử đi. Tuần sau các anh chị vô, các anh chị chỉ cần học cái rút thứ nhất thôi. Ok, keep, keep, keep. Read, read, read. Thấy như vậy. Mình không có cần mà đọc cho rõ, phát âm cho rõ. Keeper, captor. Captor, không cần đọc như vậy. Ok, mình cứ đọc khiếp khiếp khiếp. Red red red. Thấy không nè? Hit hit hit. Cut cut cut. Cut cut cut. Set set set. Hit hit hit. Squeeze web web. Ok. Đây là cái rút thứ hai thì phải. Kỹ sư xây dựng. Cái rút thứ hai là một chữ đầu khác, hai chữ sau giống. Ok. Ok, and that's it for today. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá mỗi ngày một đêm bình an vui vẻ. Yeah, các anh chị mà học làm theo Tiểu My là các anh chị sẽ rất là thuộc cái động từ bất quy tắc, giống như Tiểu My vậy đó.
giờ nói ra cái nào cái chị nói sai là tụi mình biết liền, cái biết liền. Không tin cái chị làm nhớ tới già luôn á. Ok, I'll see you, I'll see you next, tomorrow then. Thứ tư thứ năm này mình nghỉ nha các anh chị, for New Year, for Tết. Ok, I'll see you tomorrow and bye các anh chị. Ồ, tuần này không có bài mới với lại Tết rồi, chắc không ai muốn học bài đâu ha. Đâu ai chia tay gì đâu. Rồi, có hai bạn. Rồi, vậy mình giả bộ mình đọc cho xong đi ha. Để mình kiếm bài.